kiếm lai like tập 83, lá hòe dư chúc các bạn xem video vui vẻ. Bùi tiền nhỏ giọng nói, có thể không học không, mỗi ngày ta còn phải học thuộc sách và luyện chữ, sợ không học tốt thứ ngươi dạy. Trần Bình An cười nói, không muốn học thì không học, trở về ngủ đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi lát nữa còn có thể có đội ngũ đón dâu quay về, mang theo tân nương tử đi gặp Sơn Thần Phủ Quân, người đến lúc đó nếu giả bộ ngủ là được, từ ngày mai, hành lý và cần câu đều giao cho người phụ trách. Bùi tiền nghĩ đến tối nay còn có những vật bẩn thiểu kia đi ngang qua, liền không dám từ chối trần bình an do so dự trở lại lều trại lăn đi lộn lại hồi lâu mới ngủ không được sâu trần bình an nghĩ nghĩ vẫn ở ngoài lều của nó lặng lẽ dán một lá bùa tĩnh tâm ước chừng một canh giờ sau đội ngũ cưới tân nương lấy kiệu lớn tám người khiêng vô cùng náo nhiệt quay về đường cũ so với lúc trước thanh thế càng lớn hơn phía sau đi theo rất nhiều người nhà mẹ đẻ cùng sơn dã tinh quái có một số đã biến ảo hình người còn có một số vẫn lấy chân thân hành tộc sơn dã trong đó còn có một con nhện toàn thân đen xì lớn như cối sai còn có hai con khỉ vượn khôi ngô ở trong rừng đi như bay một vị nữ quỷ mặt đầy vết máu mặc quần áo đúc trôn nhìn thấy trần bình an ở bên suối lật sách có rất nhiều kẻ dục dịch chỉ là trong đội ngũ có không ít quỷ sai áp trận đánh tan những kẻ dục dịch này trần bình an đột nhiên đứng lên xa xa một vị tỷ nữ cầm đèn lồng mặc váy lựu chân không chạm đất phiêu đã mà đến sau khi nhìn thấy trần bình an là một cái động tác nhún chân trào dịu dàng cười nói vị quý nhân này phủ quân nhà ta hôm nay đại hỉ vừa rồi mama bảo nô tì đến chuyển lời cho quý nhân có hứng thú tham gia tiệc mừng tối nay hay không? Quý nhân cứ yên tâm, phủ quân đại nhân nhà ta, xưa nay lấy công chính nghiêm minh chứ danh trên đời, quý nhân dự tiệc, không những sẽ không tổn hại chút dương thọ nào, còn có thể có quả tặng. Trần Bình An lắc đầu cười nói, thật sự là không dám quấy giày phủ quân đại nhân, mong cô nương thay ta cảm ơn lời mời thịnh tình của ma ma trong phủ. Tỷ nữ không tức giận người này không biết tốt xấu, quyền chuyển hàm xúc mà cười vậy nô tỳ chúc công tử thuận buồm xuôi gió, trong phạm vi 800 dặm, có bất cứ sự phiền toái nào, công tử đều có thể báo danh hiệu kim hoàng của phủ quân nhà ta có thể bảo đảm suốt đường xuân rẻ trần bình an cười chắp tay cảm tạ tại hạ chúc mừng phủ quân đại hỷ tì nữ cười sinh tươi chậm rãi rời đi bay lên từng làn gió thơm tì nữ trở về phục mệnh bà lão sau khi nghe nói trần bình an không muốn dự tiệc cười rồi bỏ qua chỉ là tức cho người trẻ tuổi này đã bỏ lỡ một phúc duyên to lớn phủ quân nhà mình là có tiếng ra tay hào phóng toàn bộ đối tượng dự tiệc tối nay đều có thể được uống một chén rượu hoa lan mang đi một đoạn nhỏ xâm tinh ngàn năm người khác là chen vỡ đầu cũng muốn đến phủ chúc mừng người này ngược đời còn không biết là hiếm có thôi trung quy không tiện lấy đao đặt trên cổ người ta cầu người ta nhận lấy quà trên kiệu lớn tám người khiêng một cánh tay trắng như cổ sen nhẹ nhàng vén lên rèm thêu tinh xảo đẹp đẽ mũ vượng khăn quàng vai đầu đội khăn voan đỏ không thấy dung nhan nó xuyên qua lụa đỏ nhìn bà lão bên ngoài bà lão cung kính khom người mỉm cười nói tiểu thư có việc phân phó sao giọng nói mềm mại nhẹ nhàng xuyên thấu qua khăn trùm đầu đỏ tươi còn cần bao lâu mới có thể dừng kiệu vào phủ nàng là một nữ tử tầm thường xuất thân môn đệ thư hương mấy năm trước ngẫu nhiên gặp phủ quân cải trang vi hành quận thành nhất kiến trung tình chỉ là muốn được một vị sơn thần cưới hỏi đàng hoàng thân ở dương thế sẽ tổn hại âm đức của nàng cùng công đức của phủ quân nàng si tình với hắn tận hiếu ba năm ở dưới sự trợ giúp âm thầm của phủ quân sau khi giúp cho gia tộc rộng đường công danh nàng không tiếc cắt cổ tay tự sát sau đó lấy âm thần gả vào phủ đệ kim hoàng có thể nói danh chính ngôn thuận không đi quá giới hạn hợp lễ nghi cho nên việc này được lan truyền thành câu chuyện đẹp một tòa phủ đệ sa hoa xây ở trong khe núi đèn đuốc huy hoàng một đêm yến hội ăn uống linh đình kéo dài suốt đêm người cưới vợ mặc trường bào màu vàng khi thế uy nghiêm ngồi trên cao nơi chủ vị bên cạnh là phu nhân mới cưới như chim nhỏ nép vào người bạch cốt kiếm khách có lẽ có địa vị cực cao ở trong phủ đệ sơn thần này chỉ tiếc nó là một bộ xương khô tất nhiên không uống được rượu luôn đứng trang nghiêm dưới một cây cột trống của đại điện kim hoàng phủ quân trong lúc say rượu ngẩng đầu lướt sắc trời ngoài điện lặng lẽ nháy mắt ra dấu với bạch cốt kiếm khách người sau hiểu ý gật đầu rời khỏi đại điện nam tử uy nghiêm cười lạnh nói các vị rượu mừng đã uống xong kế tiếp nên đến lượt một số người nào đó uống rượu phạt rồi bản phủ tốt bụng khoản đãi bạn bè nhưng không ít người trong các ngươi thế mà dám có gan cấu kết một dâm từ thủy yêu bất nhập lưu ý đồ tấn công phủ đệ kim hoàng ta thực cho rằng ta không biết gì hay sao cửa chính ầm ầm đóng lại nam nhân quay đầu dịu dàng cười với phu nhân của mình vỗ vỗ mu bàn tay lạnh lẽo của nàng đừng sợ hắn ái náy cười cảm khái nói lần này là ta bạc đãi nàng một bữa tiệc cưới lại thành ra như thế này ai nữ tử cũng không úy kỵ vị sơn thần phu quân này trêu gạo nói không lẽ còn muốn thiếp lấy chàng một lần nữa trăm năm ngàn năm về sau đối xử tốt với thiếp là được nam tử cười to sang sảng cưới được người vợ như thế còn cầu gì hơn trừ bạch cốt khô lâu dẫn một mũi tinh nhuệ của phủ đệ đang vẫn sức chờ phát động còn có ở một đám nhân mã ở nơi khác nghỉ ngơi lấy lại sức lại mà luyện khí sĩ chiếm đa số hai quân hội hợp rời khỏi tòa phủ đệ sân thần một khác trước còn sinh ca kiều diễm này đi chặn giết chi binh mà ý đồ vào lúc tảng sáng sẽ tới tấn công phủ đệ mà trong đại điện rất nhiều phó quan quỷ sai phủ đệ nhìn như sai thành vũng bùn nhão lập tức ngồi thẳng người từ dưới bàn lấy ra binh khí như hổ rình mồi đường biên cảnh bắc tấn hướng bắc chẳng những dãy núi kéo dài còn có một cái hồ khổng lồ được xưng 800 dặm mặt nước trong đó có hòn đảo lớn xây một tòa dâm từ không được triều đình tán thành quy mô rất lớn hương khói thịnh vượng một đại yêu trong hồ tự lập làm thủy thần triều đình nước láng giềng bắc tấn bó tay không có cách nào chỉ có thể mặc kệ đó hai trăm năm qua tòa thủy thần phủ đó cùng phủ đệ kim hoàng vẫn thù ghét lẫn nhau xung đột không ngừng chỉ là ai cũng không có thực lực rời khỏi địa bàn nhà mình nghiền nát đối phương nhà thờ từ đường đây là một hồi sơn thủy chi tranh thủy hòa bất dung danh xứng với thực người thắng tất nhiên đập nát kim thân đối phương phá hủy thần miếu đoạn tuyệt hương khói kẻ thua trầm luân từ đây chỉ cần kim thân tan vỡ tiêu hủy có nghĩa là ngay cả kiếp sau cũng thành hy vọng xa vời. Hai trận đại chiến, trong đại điện phủ đệ kim hoàng lá mặt lá trái, cùng ngoài khen núi đường hẹp gặp nhau, hầu như cùng lúc mở màn. Trong đại điện có kim hoàng phủ quân tự mình tọa chấn, lập tức có người thấy gió mà ngã tay trèo, dập đầu cầu xin tha thứ, chém giết tơi tả, thế cục nghiêng về một phía. Khe núi bên kia, một vị nam tử mặc giáp vàng, bên trong trường bào mặc xanh thẫm, mang theo dưới trướng mấy trăm tinh quái trong hồ, chém giết kinh thiên động địa với phe sơn thần phủ tên bạch cốt khô lâu đeo tú kiếm kia lúc còn sống là một vị võ phu thất cảnh sau khi chết hồn phách ngưng tụ không tiêu tan tuy không còn chiến lược đỉnh phong nhưng vẫn đằng đằng sát khí ở trong đại quân thủy yêu như vào chỗ không người thủy thần đứng ở trên một chiếc xe ngựa do long mã trong nước kéo tay cầm một cây thương sắt chữ triện phong cách cổ xưa là một món pháp bảo tiên ra bỏ lại đáy hồ mấy trăm năm qua nó hoành hành không kiện kỵ dùng sức cấp đoạt cho nên tuy đắp nạn kim thân muộn hơn kim hoàng phủ quân trăm năm thời gian lại càng không được triều đình coi là chính thống nhưng cảnh giới tu vi còn hơn phủ quân lần này lại nương lúc sơn thần phủ quân đón dâu lúc là một lượng lớn sơn giã tinh quái bỏ số tiền lớn hối lộ thực lực chỉnh thể đã vững vàng đè ép đối phương một bậc vậy mới dám rời khỏi hồ lớn dẫn quân lên bờ nhất định muốn một lưới bắt hết tòa phủ đệ kim hoàng kia lần này sơn thần và thủy thần đại đạo chi tranh chỉ xem ai đạo hạnh cao hơn ai mưu tính xa hơn trần bình an sáng sớm đã đánh thức bùi tiền hai người ăn lương khô đơn giản rồi bắt đầu lên đường cố ý vòng ra khỏi phương hướng kia của phủ đệ kim hoàng Trần Bình An bước dài một cái, nhanh chóng lao lên ngọn một cây to, trèo cao nhìn xa, sắc mặt ngưng trọng, một bữa tiệc thịnh soạn sơn thần đón dâu, vì sao chém giết hưởng hực khí thế, một chiến trường cách mười mấy dặm, có nam tử giáp vàng thi triển thuật pháp, nước lớn lan tràn mặt đất, hắn đứng ở trên lưng một con cá chám đen thật lớn, tay cầm thương sắt. bạch cốt kiếm khách đã mất đi một cánh tay, cho dù hắn dốc sức chém giết, còn bí mật lung lạc một đám luyện khí sĩ, nhưng đối đầu con đại thủy yêu có thể hô mưa gọi gió này, nó cùng đám đông tùy tùng của phủ quân vẫn rơi vào thế yếu chẳng qua phủ đệ kim hoàng chiếm địa lợi cho nên hai bên đều thương vong thê thảm trọng nặng nề một vị nam tử áo bào vàng rời khỏi chính điện phủ đệ đại cục đã định đi ra phía sau cửa sải bước về phía trước thân hình tăng vọt hai trượng ba trượng năm trượng đợi khi hán tới cửa bắc khe núi đã là kim thân lấp lánh cao mười trượng tung người lướt đi lập tức vượt qua chiến trường chém giết thảm thiết nện một quyền ở trên đầu tinh quái cá chấm đen kia trần bình an không tiếp tục xem cuộc chiến nữa bay về mặt đất trầm giọng nói đi thôi bùi tiền thăm dò hình như ta nghe được tiếng sét đánh bên tai vẫn luôn ầm ầm trần bình an suy nghĩ lấy ra một tấm bảo tháp trấn yên phù đã sớm vẽ thành công kẹp bằng hai ngón tay nhẹ nhàng vỗ lên trên đầu bùi tiền hơi lệch về bên phải sẽ không che khuất tầm mắt của nó nhắc nhở chỉ cần để ý đi đường nó sẽ không rơi xuống nhưng cũng đừng bóc nó ra có nó yêu mị quỷ quái tầm thường nhìn thấy ngươi cũng sẽ tự tránh lui chỉ là trong lúc đó chiến trường bên kia chuyển đến tiếng gào giống thật lớn như tiếng sét sụp đổ nó bị dọa giật mình vẻ mặt cầu xin có chút chân mềm nhũn không đi đường được nữa run giọng nói ta sợ chân không nghe lời không đi được đối với những sơn dã quỷ quái nó luôn cảm thấy sẽ ăn thịt người kia nó thật sự sợ bây giờ không phải làm bộ cho trần bình an xem trần bình an có chút bất đắc dĩ lại lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phù bảo bùi tiền cầm ở trong tay hai tấm phủ lục này đều là vật thần tiên chắc chắn có thể bảo vệ ngươi Bùi Tiền liếc bảo tháp trấn yên phủ lắc lư ở trước mắt, lại nhìn tấm dương khí thiêu đăng phủ trong tay kia, nước nở nói, bằng không cho ta một tấm nữa đi, hai tay ta đều có cái mà cầm. Trần Bình An chỉ đành cho nó thêm một tấm thiêu đăng phủ, Bùi Tiền mỗi tay một tấm, đi hai bước, lắc lư, vẫn không có sức, bị dọa không nhẹ. Trần Bình An nói, hai tấm phủ lục trên tay đáng giá rất nhiều bạc, cầm cho chắc, tấm kia trên trán càng thêm quý giá, tùy tùy tiện tiện có thể mua một tòa nhà lớn ở kinh thành Nam Uyển Quốc, nếu ngươi có thể tự mình đi lại vững vàng đi theo ta ta có thể suy xét tặng cho ngươi một tấm tiểu cô nương gầy gò lã chã trực khóc nhăn khuôn mặt ngăm đen vẻ mặt tuổi thân và ớt ức nói không gạt người đó chứ trần bình an gật gật đầu nó hít sâu một hơi phu một cái rồi chạy đi hai tay răng ra như đang gánh nước nắm chặt hai tấm dương khí thiêu đang phủ trên trán còn dán tấm chấn yêu phủ rất buồn cười sau khi nó chạy ra một đoạn đường không thấy trần bình an lập tức quay đầu khóc nước nở nói người cũng chạy trốn mau một lên đi nếu chúng ta chậm trễ đầu ngươi lớn hơn chắc chắn bọn họ sẽ ăn ngươi trước trần bình an lau mặt yên lặng đuổi theo được đấy bùi tiền cái tên này không đặt uổng lần này tiểu cô nương gầy gò không dám lười biếng chạy cực nhanh cũng không kêu mệt trần bình an lấy ra thanh si tâm treo ở bên hông cùng hồ lô dưỡng kiếm một trái một phải hồi nhau tay nải đeo chéo trong tay còn cầm cần câu phối hợp bước chân chạy bộ của bùi tiền luôn sóng vai mà đi với nó trần bình an thật ra không lo lắng an nguy chỉ cần không ở trung ương chiến trường thì không có gì nguy hiểm Bùi Tiến bước chân gấp gáp, tốc độ chạy lúc nhanh lúc chậm, nhưng vì chạy trốn, toàn bộ sức mạnh và nhanh nhẹn hẳn là đều đã dùng hết, thế mà một hơi chạy ra hai ba dặm đường núi, cần phải biết đường núi khó đi, hơn xa phố xá, sau đó nó chưa dừng lại nghỉ ngơi, mà là không cần Trần Bình An đốc xúc, tự mình lấy tư thái đi bộ tiến lên, đợi sau khi hồi phục, lại bắt đầu chạy nhanh chân, lặp đi lặp lại như vậy, điều này làm Trần Bình An đang âm thầm quan sát tiểu cô nương sửng sốt rất, rất lâu, không thể không thừa nhận, thiên phú tập võ của nó rất tốt đây không phải là ánh mắt của trần bình an nơi ly châu động thiên mà là trần bình an võ phu ngũ cảnh sau khi đánh giết tình anh nhưng chuyện tu hành tựa như thái độ lúc trước nguyễn cung đối đã trần bình an chỉ cần không coi là người trong đồng đạo pháp không dễ truyền một câu một chữ không thể làm thầy trò cho dù là tòa võ quán bên cạnh ngõ trạng nguyên của ngẫu hoa phúc địa kia lão sư phụ dạy quyền cũng không phải cao nhân gì cũng sẽ kiên trì nội môn đệ tử nếu không có võ đức tuyệt đối không thể truyền thụ quyền pháp cao thâm để đệ tử có thể nuôi gia đình sống tạm thì được Trần Bình An lại không có chút ý định sẽ truyền thụ quyền pháp cho Bùi Tiền. Tâm tính xa xa không theo kịp tu vi, luyện quyền, tu đạo pháp thượng thừa, trừ ức hiếp người khác, làm sằng làm bậy, dựa ở tâm ý của mình quyết định sự sống chết của người khác, còn có thể làm gì? Dù Trần Ý bị nói một câu quả dư lùn, đã muốn giết người, cao nhân ở địa vị cao, búng tay phất tay áo, đối với tục nhân dưới núi, lại là việc lớn liên quan sống chết. Sức người trung quy có hạn, bất luận thiên phú bùi tiền tốt bao nhiêu, xét đến cùng vẫn là đứa bé 9 tuổi, thân thể còn gầy yếu sau khi chạy ra bảy tám dặm đã kiệt sức một bước cũng không di chuyển nổi nó đứng ở tại chỗ bắt đầu đau lòng gào khan hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn trần bình an một thân đồ trắng suy nghĩ đầu tiên của nó chính là kẻ này khẳng định muốn bỏ mặc không quan tâm nó suy bụng ta ra bụng người bùi tiền đã nói không ra lời nhưng nó rất sợ người này bỏ đi trần bình an ngồi xổm bên cạnh nó bùi tiền lập tức tựa vào trên lưng hắn trần bình an sau khi đứng lên nó ôm cổ hắn mặt đầy nước mắt trần bình an chậm rãi đi ở trên đường nhỏ trong rừng nhẹ nhàng nói chỉ cần ngươi không làm chuyện xấu ta sẽ không mặc kệ ngươi tiểu cô nương gật mạnh đầu không cần tự mình chạy có dũng khí tinh thần khí của bùi tiền liền tốt hơn vài phần Nước nở nói được rồi từ nay trở đi ta muốn làm người tốt sau khi nói xong nó liền đưa toàn bộ khuôn mặt nhỏ quyệt mạnh vào đầu vai trần bình an tới tới lui lui hai lần cuối cùng lau khô nước mũi nước mắt trần bình an nhe răng nhếch miệng thừa dịp tiểu cô nương tạm thời tháo xuống phòng thủ tâm lý trần bình an cười hỏi ngươi luôn cảm thấy ta có tiền thì phải cho ngươi bạc đây là vì sao Ta có tiền hay không, liên quan gì tới ngươi? Ta có một núi vàng núi bạc, thì nhất định phải cho ngươi một đồng tiền." Tiểu cô nương gọn gàng dứt khoát nói, "Đúng vậy, vì sao không cho ta? Ngươi không phải người tốt sao? Ngươi cho ta mấy chục lượng bạc, không phải là nhổ sợi tóc trên đầu sao? Ta biết ngươi là người tốt, người tốt nên làm việc tốt nha." Trần Bình An nghĩ nghĩ, thay đổi một phương thức nếu ngươi có rất nhiều tiền, sau đó có một ngày ta không có tiền nữa, ngươi sẽ tùy tùy tiện tiện tặng bạc cho ta sao? Nó lặng lẽ không lên tiếng, nghĩ ta không lấy bạc đập chết ngươi coi như tốt rồi cuối cùng mang từng nén bạc lớn, nhặt toàn bộ mang về nhà, tất cả đều là của nó. Nhặt xác cũng không cho người nhặt, chỉ là những lời trong lòng này, nó không dám nói trước mặt. Nhưng khi nghĩ lại, nó trái lại cuối cùng ý thức được một điểm, muốn lấy không bạc từ trong tay người kia, khả năng không cao. Hắn lấy đâu ra nhiều đạo lý làm người ta chán ghét như vậy, thật sự là đọc từ trên sách mà ra. Nó cảm thấy từng chữ trên sách đều rất đáng ghét, hai người nhất thời không nói gì. Tựa vào trên cái lưng ấm áp của Trần Bình An, Bùi Tiền im lặng hồi lâu, nhỏ giọng hỏi, ngươi là người tốt, trên đời này người tốt chính là kiểu như ngươi, đúng không? Trần Bình An không nói, núi rừng cách đó không xa chấn động, có quái vật lớn lăn đi thanh thế kinh người, không ngừng truyền đến tiếng cây cối gãy đổ, vừa vặn thẳng hướng Trần Bình An bên này, là một con trâu màu xanh gãy sừng, máu tươi đầm đìa, trên lưng da chốc thịt bong, chiều cao lưng của con súc sinh này còn cao hơn một cái đầu so với nam tử trẻ khỏe, nó lấy tiếng người rít gào, tử khai, Trần Bình An thật ra đã đoán được phương hướng con đường nó đi ngang qua, cho nên dừng bước. Bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube gì các phim. Tuy toàn thân con trâu kia đầy khí chất hung tợn, như có vô số oan hồn quanh quẩn quấn thân, hiển nhiên không phải một hồi chiến sự tích góp được, nhưng Trần Bình An bây giờ vẫn không muốn ra tay. Con trâu nổi hung đôi mắt màu đỏ tươi, thế mà cũng sửa tuyến đường, hung hãn hút về phía kẻ bắt mắt kia. Mặc dù nó là đỏ mạnh hết đà, phàm phu tục tử nếu chúng phải cú va chạm này, khẳng định tan xương nát thịt. Trần Bình An vươn tay vòng qua đầu vai, từ chán bùi tiền tháo xuống tấm bảo tháp trấn yên phủ kia, ném về phía con súc sinh bị đánh về nguyên hình đó sau đó trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ chém một kiếm con trâu màu xanh bị chấn yêu phù chấn áp khiến thế lao đi bị cựng lại trong lòng biết không ổn vừa muốn đi đường vòng một luồng kiếm cương đã nhằm đầu bổ xuống phành một tiếng quái vật lớn mắt to như chuông đồng trực tiếp bị một kiếm chém thành hai nửa thu kiếm trở vào vỏ khống chế tấm chấn yêu phù linh khí không dư thừa kia quay về trong tay thu vào trong tay áo trần bình an nhìn cũng không thèm nhìn hai nửa thi thể kia Cống tiểu cô nương tiếp tục tiến lên xa xa vị phủ quân kim hoàng kia nhanh chóng mãnh liệt chạy tới cũng là vết thương trồng chất hắn vội vàng dừng ở phụ cận thi thể thủy thần trong tay cầm pháp bảo thương sắt bên chân vị bá chủ đại yêu này vị sơn thần này nuốt nước miếng tuy đầy bụng kinh ngạc lại không có quá nhiều sợ hãi trái lại có vài phần kính ý phát ra từ phế phủ sắc mặt nghiêm túc ôm quyền nói cung tiễn tiên sư trần bình an không ngừng bước chỉ là quay đầu hướng vị thần linh nơi đây toàn thân chính khí kia cười phất phất tay chỉ là cá nhấc tay thôi không đáng nhắc đến lần sau lại có loại yến hội này trong phủ các ngươi chưa có tùy tiện mời người khác tuy là ý tốt nhưng trên đường tu hành sợ nhất ngoài ý muốn nhưng về sau nếu ta đi ngang qua nơi đây khẳng định sẽ quấy rầy phủ quân đòi phủ quân một chén rượu phúc họa nhìn như xa ở hai cực thật ra chỉ ở trong một chén rượu một bàn tiệc vị sơn thần phủ quân kia mặt toát mồ hôi nói bản phủ xin nhận dạy bảo trần bình an sau khi cõng bùi tiền đi ra mười mấy dặm thả nó xuống một lớn một nhỏ một cao một thấp hai bên đối diện nó vẻ mặt ngơ ngác giả ngốc trần bình an xòe tay nó nhăn mặt đập hai tấm thiêu đang phù vào trong lòng bàn tay trần bình an không thể tặng cho ta một tấm sao ta chạy đường núi xa như vậy cuối cùng thật sự là chạy không nổi nữa trần bình an chậm rãi tiến lên vậy thì về sau làm tốt hơn một chút tiểu cô nương ừ một tiếng yên lặng đi ở bên cạnh hắn lòng dạ sắt đá người tốt cái gì ta nhổ vào là ta mù mắt chó rồi trần bình an xách tai của nó suốt ngày ở trong bụng nói xấu người ta không tốt bùi tiền cưỡng gót chân la hét ô ô không dám nữa không dám nữa trần bình an lúc này mới buông tay sau một lát Trần Bình An lại kéo tay của nó, tiểu cô nương hốc mắt đỏ bừng, thể thốt khẳng định, lần này là thật sự không dám nữa, lại đi mười mấy bước, Trần Bình An vừa đưa tay, Bùi Tiền đã đặt mông ngồi ở trên mặt đất, khóc toáng lên, Trần Bình An mặc kệ, vẫn đi về phía trước, nó thấy hắn căn bản không có ý dừng bước, vội vàng dừng tiếng khóc, đứng lên, sợ hãi rụt rè đi về phía trước, vì để cho mình không ở trong bụng mắng tên kia, nó tìm một biện pháp có thể quản được suy nghĩ trong đầu mình, chính là bắt đầu niệm đất quãng nội dung trên những quyển sách kia, thật sự là thê thê thảm thảm. Trần Bình An không để ý tới nó nữa, hành tàu ở trong núi rừng mênh mông, nhớ tới khối sơn tự ấn kia, Trần Bình An càng thêm trầm mặc, không biết có phải ảo giác hay không, Tào Tình Lãng luôn cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, trước kia là đại giang đại hà, chậm rãi mà đi, hôm nay là khe nước trong núi ảo ảo chảy, thậm chí dễ làm người ta nghe được tiếng nước chảy, trong cái chớp mắt, thu đi đông đến, lập tức nghênh đón tuyết đầu mùa năm nay, hơn nữa vừa rơi đã rơi như lông ngỗng, khiến Tào Tình Lãng tỉnh lại lúc sáng sớm ngồi ở trên giường nhìn về phía tuyết lớn mờ mình ngoài cửa sổ ngần ra không dám tin mặc quần áo sỏ dày nhanh chóng đẩy cửa ra chuyện thứ nhất chính là muốn nói với người kia có tuyết lớn rồi chỉ là nhìn cửa của căn nhà bên đó tào tình lãng gãi gãi đầu phút cuộc nhớ lại người kia đã rời khỏi rất lâu nhưng hắn vẫn thường xuyên cảm thấy người nọ tự như đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ trong sân sáng sớm cũng tốt nửa đêm cũng thế vừa ra khỏi cửa sẽ có thể thấy hắn nói cũng không nhiều chỉ cười nhìn về phía mình hy vọng là tuyết rơi điểm báo năm được mùa Tào tình lãng nâng tay lên hà hơi, có chút lạnh, phải mặc thêm bộ quần áo, nên rút về phòng. Sau khi mặc thêm, đoạn đoan chính chính, ngồi ở trước một cái bàn gỗ nhỏ cha tự tay làm, mở ra một quyển sách, bắt đầu đọc diễn cảm văn trường Thánh hiền. Ở thời điểm cuối thu, học thuộc bên kia đã thay một vị tiên sinh dạy học, càng thêm nghiêm khắc, giống như học vấn lớn hơn một chút. Đạo lý nói rất rõ ràng, minh bạch, dù là bạn học không thích đọc sách nhất ở học thuộc cũng nghe hiểu được, rất lợi hại. Tào tình lãng học thuộc sách xong, trà trà tay cho ấm, có chút lo lắng, tiền dư trong nhà không nhiều nữa. Sau khi cha mẹ qua đời, quan phủ cho một khoản tiền trợ cấp, nhưng không cho nó trong một lần. Nhà môn mỗi tháng đều dạy đúng hạn cầm tiến tới, giao tới tận tay nó. Tào tình lãng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng nha môn làm việc đều là như vậy. Hơn nữa nó không có cha mẹ. Ở kinh sư Nam Nguyễn Quốc lại không có người thân quen. Trước kia muốn ăn cái gì, mua cái gì đều chỉ cần nói một tiếng với trưởng bối. Bây giờ cần nó tự mình tính toán tỉ mỉ. Mỗi một đồng tiền đều tiêu rất cẩn thận. Loại tư vị này không dễ chịu, nhưng không có cách nào cả, dù sao cũng phải sống cũng may lúc mình khó khăn nhất người kia đang ở trong nhà khiến tào tình lãng cô đơn giữ tòa nhà này lặng lẽ có chút nhớ nhung tào tình lãng thay một đôi giày da hoãng thích hợp ra ngoài thời tiết mưa tuyết chỉ là lúc xỏ giày tào tình lãng bật khóc lên đây là giày mẫu thân mua hôm ở 30 tết năm nay thì sao cũng may tào tình lãng rất nhanh thôi đã thu hồi được cảm xúc đi tới phòng bếp bên kia tùy tiện lót dạ chút rồi chuẩn bị rời nhà đi tới học thục chỉ là lúc ở trong phòng sắp xếp sách vở tào tình lãng có chút suy nghĩ xuất thần người nọ đã nói có rảnh sẽ làm hòm chúc nhỏ cho nó trên sách nói quân tử thủ tín một lời nói đáng giá ngàn vàng như vậy hắn hẳn là thật sự có việc đi gấp cũng không biết lần sau gặp mặt là khi nào tào tình lãng cầm lấy một chiếc dù giấy dầu đeo bọc hành lý đi ra khỏi sân kinh ngạc phát hiện một vị người quen đi qua ngoài cửa sân chính là chủng phu tử của học thục một dòng họ rất kỳ quái lão phu tử mặc bộ áo sam xanh tay cũng cầm ô giấy dầu gặp được tào tình lãng dừng bước hỏi khéo như vậy người ở chỗ này tào tình lãng muốn buông dù chắp tay hành lễ với chủng phu tử ngẫu nhiên đi ngang qua cửa nhà chủng phu tử xua tay nói không cần đang có tuyết lớn chủng phu tử học vấn sâu nhưng lúc truyền đạo giải thích nghi hoặc rất nghiêm túc mọi người đều rất sợ hắn tào tình lãng cũng không ngoại lệ chỉ là so với bạn học thì tôn kính thẳng nhiều hơn mà thôi cho nên vị tiên sinh học thục này nói không cần vái chào tào tình lãng theo bản năng liền nghe theo lời lão nhân sau đó một già một trẻ đều tự cầm dù đi ở trong ngõ nhỏ tuyết động thật sâu chủng phu tử tự nhiên từng nghe nói tình huống trong nhà tào tình lãng dù sao ở học thục rất nhiều đứa nhỏ hàng xóm láng giềng chính là bạn chơi cùng bạn học của nó ánh mắt nhìn tào tình lãng khác thường cùng với một ít kẻ khe khẽ nói nhỏ tào tình lãng chỉ là làm bộ chưa phát hiện chưa nghe thấy cho nên lão nhân hỏi hôm nay sống một mình có khó khăn gì không tào tình lãng cười lắc đầu nói bẩm tiên sinh không trả lời có nền nếp tìm từ và tác phong đều không giống như đứa nhỏ ngõ hẹp khó trách sẽ bị tiểu cô nương gầy gò châm chọc là tiểu phu tử lão nhân gật gật đầu lại nói người trung quy tuổi tác còn nhỏ thực sự không qua được, có thể nói với ta một tiếng, không cần cảm thấy xấu hổ, những khó khăn trong cuộc sống, trong sách ngoài sách đều có rất nhiều, đừng nói là ngươi, dù là ta, tuổi tác như vậy, vẫn có chỗ cần cầu người ta giúp đỡ. Tào Tình Lãng vâng một tiếng tiên sinh, con hiểu, thực sự có việc khó, sẽ tìm tiên sinh. Do dự một phen, Tào Tình Lãng có chút ngượng ngùng có người lần trước trên đường mang ta đi học thuộc, đã từng nói những lời không khác lắm so với tiên sinh, hắn nói cho con biết từng ai một mình đi học và sinh nhai, cần nhờ người khác là điều khó tránh khỏi người khác không giúp không thể oán hận ghi hận người khác giúp cần phải ghi tạc trong lòng trùng phu tử phá lệ lộ ra một nụ cười người kia tên trần bình an à tào tình lãng ngạc nhiên tiên sinh quen biết trùng phu tử gật đầu nói ta với hắn là bạn bè nhưng không ngờ các người cũng quen nhau tào tình lãng nhất thời vui vẻ hẳn lên trần bình an là bạn của trùng phu tử đó trùng phu tử đanh mặt giáo huấn nhưng đừng cảm thấy có một tầng quan hệ này người đọc sách không chăm chú ta sẽ không cho người ăn đòn tào tình lãng vội vàng gật đầu một già một trẻ phu tử cùng học sinh đi ở trên con đường cái quan phủ đã sửa chữa bằng phẳng bước đi khó khăn hành tàu chậm chạp tàu tình lãng to gan lên chút hỏi tiên sinh là như thế nào quen với trần bình an chủng phu tử chỉ nói là khí nghĩa hợp nhau tuy quen biết không lâu nhưng quả thật xứng đáng với hai chữ bằng hữu tuyết lớn ùn ùn rơi xuống nhân gian không muốn ngừng lại trong lòng tàu tình lãng ấm áp theo tiên sinh cùng nhau đi tới cửa học thục nó quay đầu nhìn lại một lần gặp mặt cuối cùng cũng là ly biệt người nọ đứng ở nơi đó dừng bước sau khi nói câu nói kia hắn một tay cầm ô dùng tay tiễn mình đi vào học thục trùng phu tử ở phía trước quay đầu hỏi làm sao vậy tào tình lãng lắc đầu cười sáng lạn quay đầu bước nhanh đi vào học thục trùng tiên sinh sau khi ngồi xuống ở sảnh dạy học đợi toàn bộ mông đồng đều đã đến mới bắt đầu truyền thụ học vấn lão phu tử hai hàng tóc mai trắng xóa mặc áo sam xanh tốc độ nói thông thả khi nói đạo lý thánh hiền với bọn nhỏ nghiễm nhiên có một khí tượng hạo nhiên gần như thánh hiền một tòa đình viện thế gia quan lại thật sâu ở kinh thành nam uyển quốc tảng thư lâu tư nhân của gia đình này ở kinh sư rất có danh tiếng hôm nay có thiếu niên thân phận con vợ kế lên lầu đọc sách hắn thường xuyên tới đây lật sách chỉ là sách các sự quý giá gia quy chẳng những cấm cầm nến lên lầu không cho lấy sách ra ngoài hùng gỗ rất nhiều bàn đơn lẻ bàn tốt nhất đều dán giấy niêm phong hơn nữa không cho phép bất luận kẻ nào từ tiện mở ra hôm nay thiếu niên có chút bi phẫn trong lòng tích tụ tới đây thật ra không vì đọc sách chỉ là muốn tìm một chỗ thanh tịnh dài sầu thi huyện thi phủ hai kỳ thi lớn tổ chức với toàn bộ học sinh kinh sư thiếu niên đều đã qua đạt được thân phận đồng sinh học trò nhỏ nhưng thành tích cũng không nổi bật cho nên chưa trở thành tú tài chỉ là có tư cách tham gia thi viện điều này làm cho hắn rất áy náy với mẫu thân hai vị huynh trưởng cùng nhau tham dự hai kỳ thi huyện phủ đều một lần là trở thành tú tài thiếu niên vốn có danh tốt thần thông mặc dù có chức nghi hoặc khó hiểu không biết vì sao bọn họ văn chương thường thường học thức xa xa không bằng mình thành tích ngược lại tốt hơn lúc trước hắn chỉ cho rằng mình phát huy trường thi không tốt mà hai vị huynh trưởng dòng chính vừa vặn biểu hiện càng xuất sắc nhưng hôm nay trong lúc vô tình nghe được hai vị huynh trưởng say rượu nói về lề lối hai kỳ thi huyện phủ nói toạc ra thiên cơ hóa ra chính là phụ thân bọn họ lén lút lo lót quan hệ với giám khảo bởi vì gia gia của ba người từng là lão lễ bộ thượng thư của kinh thành học trò khắp thiên hạ từng chủ trì nhiều lần chủ khảo quan thi hội kinh sư huyện phủ của nam uyển quốc thấy gia gia bọn họ phải lần lượt kính xưng một tiếng tôn sư phong sư đây là quan hệ sư sinh lớn bằng trời của quan trường thiếu niên tin tưởng vững chắc chuyện xấu xa bực này gia gia tuyệt đối sẽ không làm tất nhiên là phụ thân của hai vị huynh trưởng kia ngụy trang không tiếc tổn hại gia phong dành lợi ích riêng nếu chỉ vậy thì thôi thiếu niên tuy là con vợ kế nhưng sinh ở thế tộc ít nhiều biết được chút mặt tối của quan trường nhưng căn cứ hai vị huynh trưởng đắc ý bàn luận vị đại bá đích tôn kia vì sao phải cố ý chèn ép mình lấy được công danh tú tài vốn là vật trong bàn tay mình thiếu niên đứng ở tầng đình lầu sách nhìn nhiều giá sách và bộ sách như vậy cười sầu thảm một thư hương môn đệ văn danh kinh thành to như vậy trừ hắn đệ từ thứ suất này hôm nay còn có mấy người bạn cùng lứa tuổi trong gia tộc muốn tới đây lật sách đọc sách nhiều sách quý hiếm như vậy năm này qua năm khác bị gác xó không ai hỏi thăm chẳng lẽ không đáng tiếc sao thiếu niên nơ mu bàn tay lau nước mắt đọc sách có tác dụng cái rắm cây ngọc trước đỉnh cái rắm chó sau khi xả xong sự bực tức thiếu niên vẫn bắt đầu tìm sách để đọc thi viện vẫn phải thi sách thánh hiền vẫn cần đọc cho dù không đọc sách vì mình không vì thi lấy công danh cho mình cũng không thể để mẫu thân thất vọng tiếp chỉ là hôm nay tâm tình bực bội nên hắn muốn sở một quyển sách ở ngoài kinh nghĩa để xem trước suốt quãng đường chọn sách vở cuối cùng ở góc của lầu sách lấy ra một cuộn giấy bút văn nhân gần như mới tinh sau đó thiếu niên sửng sốt một phen hắn vừa mở ra trang bìa liền cảm thấy có chút không thích hợp ngón tay đẩy ra một tờ phát hiện bên trong thế mà có một đồng tiền có chút khác với đồng tiền lưu hành ở nam uyển quốc chữ chuyện xa lạ hơn nữa không phải là tiền đồng sắt ngọc cũng không phải ngọc trong suốt lấp lánh tiền kẹp ở trong quyển sách khiến hai trang sách có chút dấu vết chỗ dấu vết vừa vặn có một câu châm ngôn người đọc sách đều biết, lại chưa chắc ai cũng tin tưởng. Trong sách tự có nhà hoàng kim, trong sách tự có nhan như ngọc, trong sách đều có ngàn bồ thóc. Thiếu niên có chút kỳ quái, do dự rất lâu, yên lặng thu vào trong tay áo, nghĩ cầm về cho mẫu thân nhìn xem. Nào ngờ vừa lấy ra, thiếu chút nữa đã gây họa lớn. Sau đó thiếu niên có lần trong lúc theo học tại nhà, lấy ra đặt ở lòng bàn tay vuốt ve, bị huynh trưởng trong lúc vô tình nhìn thấy. Thế nên vu hãm nói là thiếu niên trộm vật phẩm bản sách trên bàn mình, ồn ào huyên náo kinh động ra ra không để ý tới chuyện thế tục nhiều năm sau đó nữa lão thượng thư hàng năm dốc lòng đạo gia thuật pháp thu hồi đồng tiền đó hơn nữa cùng ngày liền điều động toàn bộ quản gia quản sự đáng tin trong phủ tốn khoảng hai ngày một đêm thời gian mới tỉ mỉ lật hết vạn quyển sách cất chứa trong lầu sách nhưng không thu hoạch gì chưa tìm được đồng tiền thứ hai lão thượng thư hạ lệnh mọi người rời khỏi lầu sách ai cũng không được phép lộ ra việc này với bên ngoài nếu không đều bị trục xuất gia tộc lão nhân một mình ở lầu sách tự hỏi hồi lâu tìm được đứa cháu nội nơm nớp lo sợ kia mang theo thiếu niên trở về lầu sách lão nhân mang bản giấy bút văn nhân kẹp tiền lúc trước cùng nhau giao cho thiếu niên mỉm cười nói nếu có hai đồng tiền như vậy ngươi sẽ không có phần cơ duyên tiên gia này yên tâm nhận lấy đi nên là của ngươi về sau chuyên tâm đọc sách toàn bộ sách trong lầu sách này đều mở ra với ngươi mặc ngươi tự lấy hơn nữa có thể mang ra khỏi lầu sách lật xem thiếu niên bởi họa được phúc tiếp nhận bộ sách không hiểu ra sao lão thượng thư còn nói một chuyện bí ẩn lời nói thấm thía hai vị trạng nguyên trẻ tuổi xuất thân thần đồng tiền triều ở trên chuyện khoa cử thế như trẻ tre đều có không tốt tiếng tăm khi làm quan trong đó một người càng khí tết tuổi già khó giữ được cho nên bản chiều đối với điều này tràn đầy kim kỵ lần này ngươi rất tú tài không phải hành vi của đại bá ngươi hắn còn chưa có phần tâm địa ác độc đó cũng không dám có ta còn chưa chết đâu thật ra là ý tứ của ta chính là đè ép ngươi một chút luyện tính tình một chút về sau cũng tốt cho quan trường tích lũy dày bùng nổ mạnh xét đến cùng quan trường không phải chơi cờ nước đầu đánh quá đẹp ở bàn chiều chưa chắc là chuyện tốt sau khi thiếu niên tâm tình kích động rời khỏi lão nhân xoay người lấy ra một quyển sách khác trong đó cũng có dấu vết chỉ là lại không có tiền tệ nhưng chỗ dấu vết là một câu thánh hiền dạy bảo hữu phỉ quân tử như thiết như tha như chắc như mà trích từ bài thơ kỳ úc một của khổng tử dịch nghĩa có người quân tử như mài như rũa như cắt như gọt bởi vì chỉ có một đồng tiền thiếu niên vô hình trung độc chiếm toàn bộ phúc duyên trong cõi tự có ý trời điều này thậm chí khiến lão thượng thư một lòng khát khao tiên pháp cũng không dám cướp đoạt lão nhân chìm nổi quan trường hơn nửa đời người mang theo một phần cung kính cùng bội phục từ đáy lòng cảm khái nói thế ngoại cao nhân thật là thủ đoạn của thần tiên trên đường núi trần bình an làm cho mình một cái hòm trúc lớn theo lý mà nói trừ bọc hành lý vải bông kia còn có thể bỏ vào không ít vật nhưng trần bình an vẫn bảo bùi tiền đeo bọc hành lý cùng với cây cần câu trúc xanh kia lại làm cho nó một cây gậy chống leo núi khéo léo thuận tay núi sông xa xôi sau đó trần bình an giống như ngay từ đầu vội vàng đi đường sốt ruột rời khỏi đồng diệp châu quay về quê nhà bào bình châu biến thành một lần nữa trầm lòng xuống chỉ là hại tiểu cô nương bùi tiền khổ sở mệt mỏi thê thảm phải nói là tiếng oán than dậy đất chỉ là so với lúc đầu quen biết thẳng như ruột ngựa lời nói đâm chọc người ta không biết là đọc được một ít sách hay là lo lắng bị trần bình an cam dạn bỏ nó lại mặc kệ mặc dù là câu oán hận bùi tiền cũng đã học được nói chuyện quanh co lòng vòng trần bình an đối với việc này từ trước tới giờ như gió thoảng bên tai càng khiến bùi tiền u oán không thôi suốt quãng đường sau đó hai người kiến thức rất nhiều cảnh tượng khiến bùi tiền mở rộng tầm mắt ví dụ như đêm thu lần nào đó gặp vô số đom đóm như là treo đầy đàn lồng nhỏ thừa dịp trần bình an không chú ý nó liền dùng cây gậy chống leo núi kia bộp bộp một trận đánh cho xác nằm ngổn ngang khắp nơi trần bình an vừa quay đầu nó liền lập tức thu tay lại làm bộ làm tịch vùi đầu chạy đi bọn họ còn đi qua một mảng rừng rậm cổ quái đến cực điểm đất đai mỏng mỡ cành cây vươn ra treo đầy thi thể khô quát của các loại chim bay thú chạy bùi tiền sợ tới mức nắm lấy tay áo trần bình an mới dám đi đường. Trần Bình An trước khi vào rừng, lấy ra một tấm dương khí thiêu đăng phù, ném về phía núi rừng, phát hiện tấm phủ lục chất liệu bình thường đó bỗng nhiên cháy lên, chỉ là cháy chậm chạp, Trần Bình An liền lập tức đi vào trong đó. Bùi Tiền xin Trần Bình An cho nó một tấm phủ lục làm bùa hộ mệnh, Trần Bình An ngoảnh mặt làm ngơ, nói với nó nếu sợ những thứ cổ quái kia thì lớn tiếng đọc thuộc lòng sách, đạo lý thánh hiền có thể trừ tà. Bạn đang xem kiếm like tại kênh YouTube di các phim, Bùi Tiền nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn vừa nắm chặt cổ tay áo Trần Bình An vừa dốc sức ngâm nga nội dung trên quyển sách nọ thật ra quyển điển tịch nho ra đó rất mỏng toàn bộ chữ bên trên đều đã nhận biết sách cũng đọc xong bùi tiền lúc trước muốn đổi sang một quyển mới đừng để nó lật đi lật lại chỉ đọc một quyển sách nữa quá nhàm chán nhưng trần bình an lại không cho phép muốn nó đọc sách nhiều lần còn không chỉ là xem sách cần đọc ra lúc sáng sớm hắn luyện tập kiếm lô lập thung nó phải bắt đầu đọc lúc hoàng hôn hắn vẫn luyện tập lập thung nó vẫn phải đọc đến cuối cùng thật sự khiến nó học thuộc lầu toàn bộ văn chương đợi tới lúc hai người đi ra khỏi rừng rậm chưa có bất cứ động tĩnh gì khác thường bùi tiền đầu đầy mồ hôi là đọc sách đọc tới mức mệt cổ họng cũng nghẹn rồi mãi cho đến khi hai người đi ra ngoài mười mấy dặm từng cái cây to mới bắt đầu điên cuồng ngay động như là đang phát tiết tức giận sau đó hai người còn đi ngang qua một thung lũng cạnh đầm nước dưới thác nước bướm bay tán loạn làm người ta hoa cả mắt bùi tiền thừa dịp trần bình an nấu cơm lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đánh giết mười mấy con bướm chọn con đẹp nhất bốp một cái kẹp ở trong trang sách kết quả chúng một cú ký đầu mạnh của trần bình an nó đau đến mức ngồi ở trên mặt đất ôm đầu kêu rên chán sưng đỏ lúc ăn cơm sắc mặt cũng chiều tốt lên hai người còn gặp tiểu phu đốn củi xuống núi còn ăn của người ta một bữa cơm trần bình an muốn cho chút tiền người hàm hậu thuần phát kia không chịu như thế nào cũng không chịu cầm trần bình an chỉ phải bỏ cuộc đi ra hàng rào trước sân đòi bùi tiền nói lời cảm tạ với người ta bùi tiền ăn cơm không ít lại không quá vui vẻ chỉ là trong lúc vô tình sau khi thoáng nhìn ánh mắt trần bình an lập tức ngoan ngoãn cúi đầu nói lời cảm tạ với người ta hai người đi ra khỏi dãy núi kéo dài lại gặp sông lớn bùi tiền lần đầu tiên thấy được người kéo thuyền kéo thuyền lớn dưới mặt trời chói chang các nam nhân đó hô khẩu hiệu nó nhìn mà trợn mắt há hốc mồm sau đó vui trộm hình như những người sống khổ sở trên đời này thật đúng là không ít nhưng rất nhanh thu hồi nụ cười nếu để gã kia nhìn thấy lại không có kết cục tốt đâu lần trước là mình nhạt củi ít một chút hắn chỉ cho phép mình đang bụng đói kêu văng ăn một bát cơm nhỏ ai Trần Bình An này thật sự là khó hầu hạ, đại gia có tiền đúng là thích ăn đòn, chờ nó lấy cây gậy leo núi trong tay vụng trộm luyện ra tuyệt thế kiếm pháp, nhất định phải đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ, đến lúc đó xem hắn còn dùng mắt chừng lên nhìn mình như thế nào, ở núi ăn núi, ở nước ăn nước, hành tàu ở bên sông, nó đột nhiên muốn câu cá, liền đòi Trần Bình An làm giúp nó một cây cần câu, nhưng hắn không thèm để ý tới nó, bùi tiền đành phải tự mình cầm dao chạy củi đi chặt cây trúc xanh to, sau khi chặt đổ, mới ý thức được đây nào phải cần câu, làm sao trúc còn được hơn vẻ mặt đau khổ chọn cây nhỏ cũng may trần bình an tên quỷ keo kiệt thần dữ của này cũng không quá đáng cho nó móc câu dây câu chỉ là hai người cùng câu cá cách không bao xa trần bình an không ngừng câu được cá còn có con cá chép dài bằng cánh tay của nó nhưng nó từ đầu tới đuôi không có con tôm nào cắn câu chẳng lẽ ngay cả những thứ trong nước cũng mắt chó nhìn người thấp hận không thể nhảy xuống nước dùng cần câu đập chết toàn bộ cá tôm dưới sông nhưng đêm đó là một nồi canh cá to bùi tiền ăn mà mặt mày hớn hở thấp thỏm lo lắng yêu cầu trần bình an cho ăn ba bát cơm Nói hôm nay câu cá tiêu hết sức lực, phải lấy cơm bồi bổ, canh cá nó sẽ ăn ít đi một chút, sẽ không tranh với hắn là được, nó vốn tưởng sẽ không được đáp ứng, nào ngờ tên kia thế mà gật đầu, một bữa này ăn no nê, canh cá chan cơm, trên đời không có mỹ vị nào hương thơm ngào ngạt hơn thứ này nhỉ, dù sao nó ăn tới mức bụng căng tròn, về sau nó lại cùng Trần Bình ăn câu cá một lần, vẫn là ném lung tung cùng vung cần câu loạn, tóm lại móc câu vẫn như cũ không có chút động tĩnh nào hết, ngược lại gã kia câu được một con cá chấm đen rất lớn, chỉ là phân cao thấp đã tốn ít nhất một khắc đồng hồ nhìn chân bình an ở bên bờ chạy tới chạy lui nó nhìn tới mức trợn tráng mắt ngươi một kẻ biết kiếm thuật lại biết tiên pháp vì một con cá ngu xuẩn trêu chọc như vậy không mất mặt sao nhìn cần câu vững như núi cao của mình thâm oán lũ trốn ở đáy nước không để mặt nó chút nào cả bùi tiền thở dài nặng nề chỉ cảm thấy uổng cho có một thân bản lãnh tốt ngại là ông trời không tốt làm hại nó không có đất dụng võ cho nên nó tính cả đời này sẽ không câu cá nữa tốn nhiều sự kiên nhẫn và sức lực như vậy không có thu hoạch còn làm để làm gì bữa trưa ngày đó trần bình an phá lệ hàn huyên với nó một ít kỹ xảo câu cá đạo lý nghe hiểu nhưng bùi tiền vẫn không muốn học hắn câu cá nhưng trần bình an nói lần sau câu cá hắn sẽ tận tay dạy nó lúc này nó mới không ném đi cái cần câu kia nó mang tính tham dò nói một câu canh cá ăn ngon nhưng bữa nào cũng ăn cũng hơi ngán ngán rồi chi bằng chúng ta ăn chút gì khác đi trần bình an trả lại nó một câu được ngươi đi tìm đồ đến đây bùi tiền già ngu tuổi ta quá nhỏ có lòng mà không có sức hôm sau câu cá Trần Bình An không dùng cái cần câu kia của hắn nữa, cầm cần câu của Bùi Tiền, chờ đợi hồi lâu, bao kệ lũ cá nhỏ rỉa mồi câu, sau khi một con cá lớn nặng khoảng 7-8 cân cắn câu, đột nhiên nhấc cần, cần câu căng ra một độ cong đẹp đẽ, vừa đúng chỗ, Bùi Tiền ở bên cạnh ngáp cả buổi lập tức trợn to mắt, Trần Bình An bảo nó nhanh chóng tiếp nhận cần câu, để nó đối phó con cá lớn này, Bùi Tiền nhảy bật dậy, sau khi cầm lấy cần câu, một màn kế tiếp, Trần Bình An nhìn mà không đành lòng nhìn tiếp nữa, hai tay nắm chặt cần câu dựa vào cây cột trúc xanh rắn chắc to đến mức không thể tin được kia tiểu cô nương nghiến răng nghiến lợi không nói hai lời liền bắt đầu liều mạng ngôi về phía sau những lề lối chân bình an lúc trước nói cái gì chậm rãi thả cá kéo dây thả dây không vội để cá lớn ra ngoài ánh sáng từng chút một đánh tan sức của con cá cần nó sạc nước vài lần bùi tiền một câu cũng không để vào tai chỉ muốn dựa vào sức mạnh vũ lực kéo nó lên bờ hay cho câu cá vốn nên thong dong đùng đỉnh lại để bùi tiền ép buộc như là đang kéo co với người ta cá không nhỏ lại ở dưới nước còn là cá chấm đen khỏe mạnh, ngược lại bùi tiền sức lực thì không lớn, không cẩn thận một cái. Tiểu cô nương gầy gò lảo đảo vài bước, thế mà cả người lẫn cần câu bị con cá lớn kia kéo xuống nước, nó còn từng cười Trần Bình An nói hưu nói vượn, trên đời này sao có thể có đạo lý con cá sạc nước, lúc này đến lượt bùi tiền sạc nước, nó không biết bơi lội, nhưng sau khi một cơn lì lợm nhoi lên, thế mà chết cũng không muốn buông tay, cuối cùng vẫn là Trần Bình An xách nó từ trong nước lên bờ, cần câu đã bị con cá lớn lôi đi, một lần này bùi tiền không khóc xé tim xé phổi tiểu cô nương ướt như chuột lột đứng ở bên bờ há to miệng khóc không thành tiếng cá không còn nữa đêm nay không còn canh cá cần câu cũng không còn cho dù biết còn có lương khô nó không bị đói được còn có thể có cơm ăn nhưng chính nó cũng không biết vì sao đau lòng như vậy trần bình an giúp nó lau đi nước mát và nước sông trên mặt vẫn chưa an ủi nó chỉ là nhớ tới cảnh tượng lúc còn nhỏ của mình lúc ấy chưa gặp được lưu tiện dương am hiểu câu cá không biết những điều cần chú ý bên trong không biết chọn thời điểm không biết chọn địa điểm câu cá thường xuyên trắng tay quay về và trời chói chang một buổi chiều có thể phơi nắng làn da người ta phát đau đại khái cũng là tâm tình như vậy đi bữa cơm sau đó đương nhiên cũng chỉ có dưa muối và cơm về lều trại nhỏ thay bộ quần áo khác lúc ăn cơm bùi tiền sầu dĩ không vui trần bình an cười hỏi lá gan sao đột nhiên lớn như vậy không sợ chết đuối dưới nước ngồi ở bên cạnh bùi tiền cúi đầu với cơm nói mơ hồ không rõ không phải ngươi ở bên cạnh sao trần bình an thường cho một cú gõ vào đầu bùi tiền đột nhiên ngẩng đầu tức giận nói vì sao thế này cũng đánh ta ta sắp đau lòng muốn chết rồi trần bình an cười nói ăn cơm của ngươi đi bùi tiền hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn về phía nước sông cần câu mình thật không dễ dàng gì tự tay làm ra đã không còn nữa hơi hơi đau lòng trần bình an nói một câu cái cần câu của ta tặng cho người đó bùi tiền hơi nghi hoặc thấy hắn không giống như là đang nói dỡn nhích miệng cười nói vậy sau này sẽ thường xuyên cho ngươi mượn câu cá nha ta hào phóng lắm trần bình an bật cười với phần lanh lợi này của nó sao lại không muốn dùng vào việc đọc sách viết chữ chứ Trần Bình An chỉ ở lúc đêm dài yên tĩnh nó ngủ say, mới có thể thừa dịp các đêm, yên lặng luyện tập lục bộ tàu thung và kiếm thuật chính kinh. Bọn họ đi ngang qua một thành trấn nhỏ, bổ sung thêm vài thứ, Trần Bình An mua cho nó một bộ đồ và đạo cụ mới, Bùi Tiền vui quên hết tất cả. Đêm đó ngủ ở một quán trọ nhỏ, Bùi Tiền đã rất lâu chưa được ngủ giường, vui vẻ lan lộn ở trên giường, nhưng mà trong giây lát thôi nó phát hiện cửa sổ bên kia, một con mèo trắng cuộn mình, nhìn chăm chăm mình, Bùi Tiền nhảy xuống giường, ồn ào tạo phản à, dám chừng mắt nhìn ta cầm cây gậy leo núi dựa cháo vào bàn muốn đi chọc con mèo trắng đó con mèo trắng thật sự bị nó nói chúng rồi muốn tạo phản chẳng những chưa bị dọa bỏ chạy ngược lại di chuyển tới lui trên cửa sổ thân hình linh hoạt tránh thoát từng lần tập kích của cây gậy leo núi ngẫu nhiên kêu vài tiếng nho nhỏ về phía bùi tiền bùi tiền thở hồng hộc chống gậy leo núi chừng to mắt yêu nghiệt phương nào mau báo ra danh hiệu tha cho người không chết bùi tiền đương nhiên là đồ nghịch nhưng con mèo trắng đó thế mà liếc nhìn mình miệng nói tiếng người con bé lừa đảo điên đầu óc có bệnh à nó xoay người sang chỗ khác tung người nhảy cứ thế rời đi dọa bùi tiền ném gậy chống leo núi đi tới phòng cách vách ra sức gõ cửa sau khi trần bình an mở cửa bùi tiền run giọng nói vừa rồi có con mèo biết nói tiếng người trần bình an gật đầu nói ta nghe thấy rồi nhìn bộ dáng không chút kinh ngạc của trần bình an bùi tiền kinh ngạc nói đây cũng không phải ở trong núi cũng có yêu quái trần bình an ngồi trở lại bên bàn tiếp tục lật xem quyển sách thần tiên mua ở đảo huyền sơn gật đầu nói phố phường có tinh mỹ quỷ quái nhiều cũng không lạ đại đa số cũng sẽ không quấy nhiễu người đời một số nhà giàu còn có thể nuôi dưỡng rất nhiều tinh mị thú vị ví dụ như có một số nữ tử phú quý trong của hồi môn khi cưới sẽ có rất nhiều tiểu gia hòa có cánh có thể bay vút trên không trung nhiều tỷ nữ nha hoàn có thể giúp chủ nhân trang điểm bôi son chát phấn bùi tiền tủi thân võ ớt ức ngồi ở đối diện bàn phù phục ở trên bàn sẽ không hù chết người ta chứ vừa rồi ta thiếu chút nữa bị dọa vỡ mật rồi trần bình an cười nói đại thiên thế giới không gì lạ mà không có chờ ngươi đi qua nhiều núi sông hơn sẽ thấy nhiều mà không còn lạ nữa bùi tiền cảm khái nói như vậy à trần bình an thuận miệng nói lúc trước chúng ta nhìn thấy vị lão ông kia ở đỉnh núi pha trà nước suối còn có nữ tử gội đầu bên suối thật ra đều là tinh quái trong núi cũng không có ý đả thương người ngược lại hướng tới cuộc sống thế tục nhân gian ngươi không phải tán gẫu rất hợp ý với bọn họ sao bùi tiền trợn mắt há hốc mồm lão đầu nhi hòa ái dễ gần không nói tỉ tỉ xinh đẹp rửa mặt chải đầu cuốn tóc kia còn dùng lá cây thổi một điệu cho nó nghe bùi tiền nhăn mặt trong lòng run sợ trần bình an cười nói tuy bọn họ không phải người nhưng khi gặp đều giống với chúng ta trong cuộc hành trình này thật ra bọn họ còn gặp quan viên địa phương đốc xúc dân chúng trải đường xây cầu con em nhà giàu cùng danh sĩ văn hào du sơn ngoạn thủy cùng với những tử hoa khôi bùi tiền nhìn mà mắt phát sáng ăn mặc trang điểm tương đương trên người trao đầy tiền còn có du hiệp như một người một ngựa hành tàu giang hồ ngồi trên lưng ngựa sắc mặt kiêu căng hỏi đường bọn trần bình an chọc giận bùi tiền không nhẹ bùi tiền đột nhiên hỏi đứa nhỏ kia đâu nó nói người hoa sen tí hon trần bình an cười nói nó không muốn gặp ngươi bùi tiền đứng lên đi về phòng của mình lấy một quyển sách trong hành lý trở lại trần bình an bên này cùng đọc sách với hắn nó đây là tạm thời không dám trở về bên kia sợ con mèo trắng đó trở về báo thù hôm nay kiếm thuật nó luyện được còn chưa ổn muốn chảm yêu trừ ma còn chưa có tự tin gì trần bình an khép sách lặng yên lấy ra bức tranh cuộc tròn nọ hôm nay đã nện xuống chín đồng tiền cốc vũ vẫn chưa thể khiến vị khai quốc hoàng đế nam uyển quốc này đi ra khỏi bức họa cuộn tròn điều này khiến trần bình an có chút bất đắc dĩ trần bình an mở ra bức họa cuộn tròn trong tay cầm một đồng tiền cốc vũ một đồng cuối cùng nếu còn không có kết quả cũng chỉ có thể dừng lại thôi lấy tiền cốc vũ nhét vào một cái hang không đáy tiền của trần bình an hắn cũng không phải từ trên trời rơi xuống nhưng sau khi trần bình an mang tiền cốc vũ ném vào trong bức họa cuộn tròn vẫn là cho đất xuống biển cũng có sương mù bốc lên nhưng cũng chỉ có vậy bùi tiền đã buông xuống quyển sách có chút nếp nhăn hư hao đứng ở bên cạnh trần bình an về việc này hắn cũng không cố ý che giấu, cho nên cảnh tượng bức họa cuộn tròn ăn tiền, Bùi Tiền đã nhìn thấy rất nhiều lần, nhìn thấy Trần Bình An lại một lần thất vọng, nó cười hì hì nói, "Ta nếu là sửa họ Trịnh, có thể tốt hơn một chút hay không?" Bùi Tiền, Bùi Tiền, lỗ vốn, Trịnh tiền, kiếm tiền, Trần Bình An thở dài, muốn thu hồi bức họa cuộn tròn, quay đầu nhìn lại, cửa sổ thông gió bên kia mở ra, một con con mèo trắng đang đứng, nó chưa nhìn Trần Bình An, mà đã cười khẩy nói với Bùi Tiền, "Tiểu nha đầu ngươi ăn phần đi." sau đó nó chợt lóe rồi biến mất đi tới bà nơi phòng cách vách bị một bãi bùi tiền không hiểu ra sao trần bình an dở khóc dở cười thật đúng là thù dài như thế cũng sấp xỉ với bùi tiền trong lòng trần bình an đột nhiên kinh sợ đứng lên một tay kéo bùi tiền đến phía sau một tiểu đạo đồng đeo chéo hồ lô vàng óng ánh thật lớn ngồi ở trên cửa sổ cười tùng tìm nhìn về phía trần bình an con mèo trắng nhảy đến đầu vai hắn cuộn mình rụi rụi trần bình an ở kinh thành nam uyển quốc từng ở xa liếc tiểu đạo đồng một cái về sau nói chuyện với chủng thu biết thân phận đại khái của người kia xưng hô lão đạo nhân là lão gia nhà ta là người phụ trách đánh chống phi thang của ngẫu hoa phúc địa tiểu đạo đồng lước hồ lô dưỡng kiếm bên hông trần bình an cười nhạo nói phẩm tướng bình thường thôi không coi là đỉnh cao nhất so với cái hồ lô dưỡng kiếm này của ta kém cách xa vạn dặm trần bình an mặt không biểu cảm hỏi tìm ta có việc tiểu đạo đồng tự nói tự nghe bảo bình châu các ngươi không phải có hai cái hồ lô dưỡng kiếm tốt nhất sao sao ngươi không kiếm được tới tay tô giá tiên tử chính dương sơn trước khi là phách từng có được một hồ lô tử kim ngụy tấn lục địa kiếm tiên miếu phong tuyết cũng có một hồ lô dưỡng kiếm màu bạc trắng sau này lại tới tay a lương lại bị a lương tặng cho lý bảo bình hai tay tiểu đạo đồng trống ở trên cửa sổ đồng đưa hai chân thế gian có bảy cái hồ lô dưỡng kiếm là trên một cây dây leo hồ lô đạo tổ tự tay trồng kết thành quý hiếm nhất dưỡng ra phi kiếm lần lượt là số lượng nhiều nhất thành hình nhanh nhất không thể phá vỡ nhất sắc bén nhất dưỡng cơ thể chủ nhân nhất phi kiếm nhỏ nhất thật sự giết người trong vô hình về phần một cái cuối cùng chính là cái ta đang đao biết có gì huyền diệu không trần bình an không đáp lời bùi tiền tránh ở phía sau trần bình an tuy rất tò mò nhưng không dám ló đầu ra tiểu đạo đồng thấy trần bình an giả câm điếc cảm thấy không thú vị chọc chọc con mèo trắng nhẹ nhàng nhảy xuống cửa sổ đi đến bên cạnh bàn chỉ chỉ bức tranh cuộn tròn đang cuộn kia lão ra nhà ta muốn ta chuyển lời cho ngươi giúp ngươi chọn năm người cùng với vội vàng đuổi ngươi đi có chút băn khoăn liền ngoại lệ bảo ta tới nói mấy chuyện cho ngươi một điều là chiếc dù giấy dầu kia cất cho kỹ đừng tùy ý vứt bỏ có nó ở bên người người sẽ được che đậy khí cơ Hay là bức họa cuộn tròn thứ nhất ngươi chọn lựa ta sẽ nhắc nhở ngươi một lần chỉ có một lần trực tiếp nói cho ngươi số lượng tiền cốc vụ cần ví dụ như bức họa ngụy tiện này chính là hắn cười vươn hai tay con mèo trắng kia trên đầu vai lười biếng nhấc lên một cái móng vuốt tiểu đạo đồng cười nói là 11 đồng nói tới đây tiểu đạo đồng có chút tức nuối lại có chút vui sướng khi người gặp họa về tổng số tiền cốc vụ bốn bức tranh cần là lão đạo nhân định ra nhưng cụ thể chia đến mỗi một bức cần bao nhiêu đồng là hắn ăn bài vĩnh tình thức này trần bình an sẽ không biết được tiểu đạo đồng vốn tưởng trần bình an sẽ nhất định lựa chọn võ điên chu liễm như vậy trần bình an sẽ nếm mùi đau khổ không ngờ người hoa sen tí hon kia từ điếc không sợ súng trong lúc vô ý đã giúp trần bình an chọn ngụy tiện trần bình an hỏi vậy vì sao bây giờ ngươi mới nói cho ta biết số lượng tiểu đạo đồng cười vui vẻ nói chỉ cần trước khi ngươi bỏ vào một đồng cuối cùng ta nói cho người đáp án thì không tính là phá hư quy củ lão gia nhà ta sẽ không trách cứ. Tiểu đạo đồng nhìn thấy Trần Bình An chưa có vẻ mặt thẹn quá hóa giận gì cả, càng thấy nhàm chán hơn, phất phất tay chỉ những thứ này thôi, hy vọng hai ta về sau không có cơ hội gặp mặt, nhìn thấy người là phiền rồi. Trần Bình An mặc kệ, hỏi, gần đây có cửa ra tiên gia có thể đi vào Bình Châu hay không? Tiểu đạo đồng rất không muốn nói cho Trần Bình An biết, nhưng vừa nghĩ đến tính tình lão gia nhà mình, chỉ lành báo địa điểm, không dám lỗ mãng. Tiểu đạo đồng nhìn thấy cái đầu nhỏ kia thò ra phía sau Trần Bình An, hử lạnh một tiếng, tựa như cực kỳ bất mãn, không muốn nhìn nó thêm một cái, lướt về phía sau, mang theo con mèo trắng ở đầu vai, cùng nhau từ cửa sổ bên kia biến mất không dấu vết. Trần Bình An một lần nữa mở ra bức họa cuộn tròn, ném vào đồng tiền cốc vụ thứ 11, không chút do dự, sương mù tràn ngập, bao phủ toàn bộ căn phòng. Trần Bình An kéo bùi tiền lui vài bước, cách cái bàn năm sáu bước, mùng 1 và 15 trong hồ lô dưỡng kiếm đã vận sức trở phát động. Có một vị nam tử thấp bé mặc long bào từ trong bức họa cuộn cho đội đất mọc lên, đứng ở trên bàn, sau đó đi đến trên ghế, lại đi đến trên mặt đất nhìn Trần bình an vị khai quốc hoàng đế nam uyển quốc này cao mày nói ngụy tiện ra mắt chủ nhân về sau giết địch có thể phân phó bạn đang xem kiếm lai like tại kênh youtube gì các phim trần bình an gật gật đầu sau đó hai người nhìn nhau không nói gì không khí ngưng trệ có chút xấu hổ ngụy tiện đột nhiên nói chủ nhân vương bá khí thật nặng trần bình an không còn lời nào để chống đỡ bùi tiền cảm thấy mình xem như được tăng kiến thức rồi mẹ ơi gã này cũng quá thối không biết xấu hổ rồi nhỉ ngụy tiện nhìn quanh chậm rãi nói chủ nhân có quần áo bình thường hay không, ta muốn thay một bộ, sau đó tối nay đi bên ngoài dạo chơi, lãnh hội một phen núi sông đẹp đẽ của hạo nhiên thiên hạ, chủ nhân khi nào xuất phát, ta tự sẽ xuất hiện. Trần Bình An lấy ra một bộ quần áo mới tinh cho hắn, Ngụy Tiện cởi long bào, thay quần áo mộc mạc của Trần Bình An, một tay chống ở trên cửa sổ, nhảy ra, vọt lên đầu tường, biến mất ở trong bóng đêm. Bùi Tiền hỏi, đêm hôm khuya khoát, xem núi sông đẹp cái gì, Trần Bình An bất đắc dị nói, ta làm sao biết được người ta nghĩ như thế nào một đêm không có chuyện gì bùi tiền trở lại phòng của mình thấy được đống phân kia trên bàn nó tức giận nghiến răng nghiến lợi ngày hôm sau lên đường trần bình an và ngụy tiện quả nhiên xuất hiện ở ngoài khách sạn sau đó ngụy tiện không nói gì nữa chiều cao ngụy tiện còn không bằng trần bình an rất khó tưởng tượng đây là một vị khai quốc hoàng đế hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất đại tông sư thế hệ đó võ lực trác tuyệt được đời sau coi là vạn nhân địch sông pha trận địa xa trường lâu ngày bùi tiền đã quen với sự tồn tại của ngụy tiện bởi vì cứ coi như hắn không tồn tại là được vào thời gian cuối mùa đông, ba người tới gần một trấn nhỏ biên thủy, tiếp tục hướng bắc, chính là đại tuyển vương triều thế lực tương đối lớn của đồng diệp châu, mà cửa vào tên gia tiểu đạo đồng nói, ngay tại tận cùng phía bắc của đại tuyển vương triều, đi ở trên biên cảnh, trước khi nhìn thấy trấn nhỏ, bùi tiền cầu xin trần bình an cho ta thêm một tấm phủ lục đi, chính là tấm có thể phát ra ánh sáng vàng đó, phù một cái, đã chặn được con trâu lớn màu xanh đó. Trần Bình An chỉ là đang cân nhắc sự tình, Bùi Tiền không muốn dừng lại cũng không phải muốn người tặng ta, ta chỉ là dán lên đầu, có thể đi được nhanh. Xin ngươi đó, chúng ta không phải đang đi đường sao, ngươi không muốn ta đi nhanh hơn một chút, sớm trở lại đại ly long tuyền gì đó sao. Bốc một tiếng, quả thực đã dán ở trên trán bùi tiền, vẫn là dán lệch, vừa vặn không chặn tầm mắt của nó. Bùi tiền lập tức cười nở hoa, quả thực bước nhanh như bay, trên đầu mình dán một tòa nhà lớn ở kinh thành Nam Uyển Quốc đó, sao có thể cảm thấy mệt chứ, dán nó đi đường, giống như tản bộ ở tòa nhà lớn nhà mình. Ngụy tiện đi theo phía sau hai người, nhìn bùi tiền, đại khái tâm tình sắp xỉ với con mèo trắng kia cảm thấy nhà đầu lừa đảo này đầu óc có bệnh bên hông trần bình an đeo trường kiếm si tâm cùng đao hẹp đình tuyết tháo hồ lô dưỡng kiếm uống ngụm rượu phía sau ngụy tiện ngay từ đầu đi lại hơi tỏ ra nặng nề đến bây giờ thoải mái tự nhiên bùi tiền nhìn không ra dấu vết trong lòng trần bình an thì biết rõ khi ba người đi lên một dốc núi phát hiện cách đó không xa bụi đất bay lên có hơn trăm kỵ binh vừa đánh vừa lui trên mặt đất đã có mấy chục thi thể những kỵ binh này như là đang liều chết bảo vệ một vị lão nhân trong mắt trần bình an càng giống hai luyện khí sĩ đuổi giết các kỵ binh đó một người trong đó là kiếm tu mà ở trong mắt ngụy tiện sức chú ý được đặt nhiều hơn vào nhóm kỵ binh kia trong mắt có chút biểu cảm tán thưởng lẩm bẩm binh sĩ trải trăm trận xuống ngựa là cường binh lên ngựa là thiết kỵ hẳn chính là biên quân diêu ra đại tuyển vương triều bùi tiền hôm nay không sợ hắn từ nhỏ lùn này nữa buồn bực nói ngươi làm sao biết những thứ này ngày thường ngươi dạo chơi khắp nơi vì để hỏi thăm những thứ này ngụy tiện ngoảnh mặt lầm ngơ ánh mắt cực nóng Nam Uyển Quốc từng lấy thiết kỵ kiềm tòa thiên hạ, chứ danh trên đời, cứng rắn đánh cho kỵ quân Thảo Nguyên lui ra ngoài biên giới, thiếu chút nữa tiến cống xương thần với Nam Uyển Quốc, công lao một mình Ngụy Tiện, Trần Bình An đột nhiên quay đầu, trầm giọng hỏi, biên quân diêu ra, xác định, Ngụy Tiện cao mày, ngay cả ý tứ nói chuyện cũng không có, lãng phí nước miếng của hắn, dốc núi chấn động, Trần Bình An ầm ầm lao lên, từ trên trời giáng xuống, vừa vạn mang thiết kỵ đào vong và hai luyện khí sĩ hai bên cắt đất ngang lưng hắn từng đáp ứng tề tiên sinh hoặc là nói từng đáp ứng trước lá hoài duy nhất đồng ý bay xuống đến trên tay hắn cho nên hôm nay trần bình an gặp diêu là rừng hai bên rằng co chỉ là diêu gia thiết kỵ đổi thành một vị trần bình an từ trên trời giáng xuống kiếm tu nhẹ giọng nói hai chữ không vội tên tùy tùng kia liền nhẫn hại, mũi chân nghịch bùn đất chán đến chết tên kiếm tu trung niên kia mặc áo vải đai trắng thuần một cuộc chém giết thực lực chênh lệch cách xa khiến hắn chưa dính một chút vết máu nào nam tử dung mạo tuấn tú chỉ là đôi mắt hẹp dài môi mỏng khiến khí chất toàn thân tỏ ra có chức không tốt hắn không đeo kiếm một thanh vi kiếm bản mạng dài ngang bội kiếm của kiếm khách lúc ra khỏi vỏ rết địch như có dùng lửa nhập vào đào thương của nhóm thiết kỵ diêu ra kia đụng vào nó can bản không ngăn được một chút nào cả bị cắt như đậu phụ tùy tùng đứng bên cạnh hắn là một vị võ phu thuần túy dáng người khôi ngô thân khoác thần nhân thừa lộ giáp cũng chính là cam lộ giáp như trên núi tục sưng chân bình an cũng không xa lạ đối với loại giáp binh gia này từng lấy được một móm từ trên thân vị quốc sư cổ du quốc về sau ở đảo huyền sơn lại mua một bộ cam lộ giáp tan vỡ phẩm cấp cực cao sau được lục đài tu sửa như mới nhưng mãi chưa có cơ hội mặc dù sao pháp bảo kim lệ trên người trần bình an vẫn quý hiếm hơn hai người phối hợp thành thạo kiếm tu không chế phi kiếm bản mạng giết địch võ phu bảo vệ ở bên cạnh kiếm tu phòng ngừa thiết kỵ diêu ra cá lọt lưới áp sát chém giết kiếm tu cùng với giúp kiếm tu che những tài nỏ hoặc là cưỡi ngựa bắn tên vài lần tên bắn trụng đến tốc độ xảo quyệt võ phu thuần túy này dứt khoát lấy thân thể chặn đường mấy mũi tên đó cuối cùng chỉ ở mặt ngoài cam lộ giáp trắng như tuyết tung tóe ra một đống lửa mà thôi trước linh khí hao tổn vòng giáp cất giữ này chỉ sợ cũng không cần tiêu phí một đồng tiền tuyết hoa mà đối phương thường thường phải trả giá một tính mạng sân trạch xã tu thích nhất cầu phú quý trong nguy hiểm vừa gặp cơ duyên sẽ dám bí quá hóa liều những căn nhà tranh của thượng cổ chân nhân phủ đệ tiên gia bí cảnh lớn nhỏ sau khi động thiên phúc địa tan vỡ đột nhiên bị tìm thấy khai quật ra một khi xuất hiện trên đời tất nhiên có dã tu chen chúc mà đi vì tranh đoạt một món linh khí pháp bảo đánh giết tới mức hai bên vỡ đầu mưu cầu cái gì còn không phải là vì đạt được loại khoái cảm nghiền áp người khác này hoặc là dựa vào thần binh lợi khí giết người hoặc là bằng vào pháp bảo hộ thân đào thương bất nhập thuật pháp bất xâm khiến đối thủ sinh ra sự tuyệt vọng kiếm tu lưỡng thững tản bộ ở trên chiến trường một thanh phi kiếm trong phạm vi trăm trượng kiếm quang như cầu vồng từng tàn ảnh đỏ tươi võ phu như bóng với hình nghiêm mật bảo vệ bốn phương tám hướng của kiếm tu trung niên kiếm tu trung niên người như kiếm của hắn dứt khoát lưu loát không làm ra chút hành động dư thừa nhưng võ phu khôi ngô kia thì khác bản thân tính tình thô bạo lại không thể buông tay ra chân đuổi giết thiết kỵ chém giết không đủ vui vẻ đầm đìa cho nên mỗi lần kiếm tu làm bị thương nặng tinh kỵ rêu ra ngã xuống lưng ngựa vô luận là mất mạng ngay tại chỗ hay là đã chết chỉ cần ở trên tuyến đường hai người tiến lên sẽ bị hắn một cước dẫm vỡ đầu hoặc là một cước dẫm lõm ngực kỵ sĩ máu thịt be bé bét cùng giáp trụ vỡ nát trộn vào nhau vô cùng thê thảm người trên trời rơi xuống, kiếm tu trung niên nhìn người chặn đường, dừng bước, lấy nhã một nhất châu cười hỏi, là cung phụng mới của đại tuyển lưu thị, đồng diệp châu, sơn thủy nhiều cách trở, dựa theo quyển sách bí mật thần tiên đó ghi, so với bảo bình châu, mười dạng âm khác nhau, trăm dạng phong tục khác nhau, cho nên thượng tầng nhân sĩ các quốc gia thường thường tinh thông nhã ngôn đồng diệp châu, nhất là quan viên nha môn lễ bộ võ phu khôi ngô kia tức giận nói, tiên sinh phí lời làm gì, trực tiếp làm thịt là được, chỉ là võ phu thất cảnh trở xuống thiên tài võ học trẻ tuổi như vậy giết càng sảng khoái kiếm tu cười nói tự dưng có thêm một con cá lớn không phải hợp ý ta sao tuy kiếm tu dừng bước nói chuyện với trần bình an nhưng thanh phi kiếm kia của kiếm tu treo lơ lửng ở tận cùng phía trước phương hướng đảo phong của thiết kỵ diêu ra trận đuổi giết này trừ lúc trước hai người hợp sức đánh lén mạo hiểm chém giết tên tu sĩ theo quân kia của thiết kỵ diêu ra từ đó về sau kiếm tu luôn khống chế phi kiếm trước giết thiết kỵ diêu ra bên ngoài cùng người dẫn đầu phá vây chết trước đây là quy củ trò chơi của hắn lão nhân mặc giáp trụ và kỵ tốt xung quanh cũng giống nhau hẳn đều là giáp nhẹ đồng phục biên quân vương triều đại tuyền hán che bụng trong cãi ngón tay đều là máu tươi tuy tình cảnh thê lương nhưng lão nhân từ đầu tới cuối vẻ mặt tự nhiên không có chút nản lòng nhát gan cho dù tinh nhuệ dưới trướng bảo vệ lão thương vong thê thảm nặng nề binh sĩ tốt chưa khải hoàn về quê thậm chí chưa oanh oanh liệt liệt chết trận biên quan mà là chết ở trong loại tranh đấu phe phái triều đình sơ bẩn này sâu trong đôi mắt lão nhân có ái náy và đau thương nhưng không biểu lộ chút nào ở trên mặt kiếp sống chinh chiến mấy chục năm nhìn quen sống chết hơn nữa kẻ làm tướng nhân từ thì không cầm quân vị lão tướng quân quyền khuyên biên cảnh phía nam này chấn định khác thường hơn trăm thiết kỵ diêu gia còn lại gắt gao bảo vệ lão nhân chưa bởi vì thích khách cường đại mà sinh ra sợ hãi diêu thị trị quân pháp luật nghiêm ngặt ví dụ con em diêu thị vô luận dòng chính dòng nhánh khi còn trẻ đã am hiểu cưỡi ngựa bán cung sau 15 tuổi đều phải tòng quân đều giống nhau bắt đầu làm từ thám báo tầng dưới chót nam tử diêu thị chết bởi chiến sự biên quan vô số kể cho nên cái gọi là quả phụ diêu thị truyền khắp mấy quốc gia trần bình an chưa xoay người nhìn về phía đám kỵ quân kia mà là hỏi lão tướng quân một vấn đề kỳ quái tướng quân họ diêu tổ tiên cùng diêu thị đại ly vương triều phương bắc bảo bình châu có quan hệ hay không lão nhân nhíu mày đại ly vương triều chưa từng nghe nói lão tướng quân hơi do dự nhưng tổ tiên đại tuyển diêu thị ta quả thực đến từ bảo bình châu nhưng cụ thể nơi nào tổ tiên đối với điều này dự kín như bưng lúc trước sai người soạn gia phổ chỉ nhắc tới xuất thân hai chữ long diêu cùng với một ít phong thổ quê nhà hơn nữa nói rõ không cho phép con cháu đời sau đi bảo bình châu tìm tổ tham tông trần bình an hỏi lại tổ tiên tướng quân có từng đề cập tên phố ngõ gì hoặc là một cây liễu lớn tán cây tây tốt lão nhân tuy rất muốn gật đầu có lẽ là có thể tạo quan hệ với quá nhân này nói không chừng có thể thắng được một tây sinh cơ nhưng tâm tính quang minh lỗi lạc ngay thẳng không cho lão làm việc như thế huống hồ đề cập quê quán tổ tiên người chết thì chưa từng có nhưng ở bên kia điên điên khùng khùng dù sao cũng phải đếm được trên hai bàn tay con cháu đời sau nào tiện trèo bám lung tung trầm giọng nói, không nói ngõ phố gì, cũng không có cây liễu nào, chỉ nói quê cũ tư vị hoa hoè không tệ, đời đời truyền nhau, sân lớn của nhà tổ dư thị đại tuyển ta, có chồng có một cây hoè già ngàn năm. Trần Bình An lúc này mới quay đầu, cười gật gật đầu với vị lão nhân kia hiểu rồi, lão nhân càng thêm nghi hoặc, người đứa nhỏ này rốt cuộc hiểu cái gì, kiếm tu tựa như cũng đang chờ đợi tin tức gì, khóe mắt vẫn mơ hồ bất định, giống như có được đáp án mong muốn, liền trêu gẹo nói, hai người các người tán gẫu việc nhà, tán gẫu xong chưa, tán gỗ xong rồi chúng ta làm chính sự thôi hai tay trần bình an đè trên chuôi kiếm si tâm cùng chuôi đao đình tuyết hỏi là có người tiêu tiền thuê giết người các người thì cầm tiền thay người tiêu tai kiếm tu trung niên vẻ mặt bất đắc dĩ nói người nói nhiều quá trần bình an cười nói ta không thường như vậy các người vừa vặn đụng phải thôi xen lẫn ở giữa thiết kỵ diêu ra có một vị thiếu niên kỵ tốt khuôn mặt có vài phần tương tự với lão tướng quân nhìn kiếm tu hung thần ác sát giết người như cắt lúa mạch kia lại nhìn nhìn người trẻ tuổi toàn thân đồ trắng tay áo bay bay đầu óc thiếu niên biên quân không hiểu ra sao một kiêu tướng trẻ tuổi cách lão tướng quân hai bối phận cuối cùng có cơ hội được thở cùng chủ công nói mấy câu lúc trước chỉ có thể một đường đào phong trơ mắt nhìn từng vị đồng chí chết dưới phi kiếm thật sự là chật vật không chịu nổi vị kiêu tướng trẻ tuổi này trên mặt bị phi kiếm của kiếm tu cắt rách một vết thương da chóc thịt bong cực kỳ thê thảm nhưng người trẻ tuổi hoàn toàn không thèm để ý chỉ là nhẹ giọng hỏi tướng quân với thần thông phi kiếm tên kiếm tu xấu xa kia triển lộ ra chúng ta không nên phát tín hiệu cho tam gia và cửu nương lão nhân nhìn chằm chằm vào bóng lưng du hiệp nhi kia sau khi nghe được thân tín bên người hỏi cười lạnh nói chúng ta cũng là một trong những mục tiêu càng là mồi nhử kỵ tướng trẻ tuổi hiển nhiên là đích hệ thiết kỵ diêu gia biết được rất nhiều tin tức của biên quân cùng triều đình thật cẩn thận nói như vậy triều đình lúc trước bí mật điều hơn phân nửa tu sĩ trong quân chúng ta đi tham dự tranh đấu của phủ quân kim hoàng cùng thủy thần hồ tùng trâm lão tướng quân thấp giọng cảm khái nói đây coi như là dương mưu của người phía sau màn đã có thể khiến nước địch phía nam tự tiêu hao nguyên khí cũng phục bút cho chúng ta lần này bị tập kích mai phục đây tuyệt đối không phải một phồn lộ mã thị có thể làm được trần bình an quay đầu hỏi xin hỏi diêu lão tướng quân vì sao bị hai người này đuổi giết lão nhân cười nói có thể là ân oán xa trường trận âm mưu này đề cập một ít chuyện tai tiếng bí mật của triều đình đại tuyền lão nhân đương nhiên không muốn nhiều lời biên quân diêu ra luôn luôn trung thành và tận tâm đối với các đời lưu thị hoàng đế rời xa triều đình phân tranh ai làm hoàng đế thì nghe mệnh người đó không quấn vào bất cứ sóng gió gì nhưng trong 10 năm gần đây, xuất hiện một sự ngoài ý muốn bất đắc dĩ, dựa theo tổ huấn gia quy, nữ tử diêu thị, không gà đi thế tộc hào môn, chỉ thông hôn đám cưới với sĩ tộc địa phương. Nhưng con gái tuổi còn nhỏ của lão nhân, năm đó cùng một người trẻ tuổi du lịch đến biên cảnh nhất kiến trung tình, nam tử cũng phẩm hạnh, tài học đều tốt, hai người còn từng kề vai chiến đấu, và sống ra chết, vốn nên là sự tình tốt hỷ kết liên lý, trở thành một đôi thần tiên quyến nữ làm người ta hâm mộ. Chỉ là lão nhân lúc ấy tuân thủ nghiêm ngặt gia quy, không đồng ý việc này con gái hắn không hổ là nữ tử diêu thị liền yên lặng chấp nhận tương tư viết cho người nọ một phong thư tuyệt giao nào ngờ tên con em thấy ra hàng đầu vương triều đại tuyển kia thế mà lại tới biên quan giữa trời tuyết lớn đường đường con trưởng thiên quan lại bộ ông ngoài từ đường diêu thị quỷ một ngày một đêm siêu ra từ trên xuống dưới đều động dung không thôi cuối cùng thật sự là không có lý do chia rẽ đôi uyên ương này lão nhân đáp ứng hôn sự của con gái cùng hắn nhưng người một thế hệ này của lão nhân không có bất cứ một người nào vào kinh thành tham gia tiệc cưới ở sau đó con gái hắn cũng có về nhà mẹ đẻ một lần. Lão nhân cùng vị thông gia quyền cao chức trọng, con đường lên trước cai quản quan lại thiên hạ kia càng chưa bao giờ có thư từ lui tới. Nhưng dù bất cận nhân tình như thế, vẫn không rũ sạch được sự thực cô gái họ diêu, chỉ là một lần ngoại lệ mà thôi. Mười năm sau, liền mang đến tai họa ngầm gia tộc bị diệt. Đầu tiên là năm trước vị thượng thư thông gia kia của lão tướng quân, bị đối thủ một mất một còn ở triều đình phồn lộ mã thị âm thầm sai xử ngôn quan buộc tội khắp nơi. Đại bộ thượng thư bị hoàng đế bệ hạ nổi cơn tức giận hung hăng gian dậy một phen, sợ tới mức hắn sau khi về nhà, liền lập tức động bút, nhanh chóng dâng lên một phong thư, tìm từ thê lương thân thể gầy yếu, tuổi đã cao rồi, vẫn không bằng đứa trẻ con, sáng sót lại chỉ hai ba cái, vô duyên đã lâu với chữ tiên, chủ động yêu cầu cáo lão về quê, hoàng đế bệ hạ không chuẩn, nhưng thanh thế của lão thượng thư ở lại bộ nha môn rơi xuống đáy vực, chỉ là lần này trừ đảng tranh thâm căn cố đế, chỗ phiền toái thật sự vẫn là liên lụy đến thái tử, kinh thành lại rất nhiều người quê nơi khác không nói quy củ ở địa vị quan trọng của triều đình đầu thêm dầu vào lửa Điều thú vị là, ba vị hoàng tử đều rất xuất sắc, đều có sở trường, đặt ở bất cứ triều đại nào của đại tuyển đều là nhân tuyển thái tử không thể nghi ngờ. Quan viên kinh thành lên lên xuống xuống, tướng lĩnh biên thủy chạy đông chạy tây, làm người ta không kịp nhìn. Ngay cả thiết kỵ diêu ra xa ở biên cảnh phía nam cũng không có cách nào đặt thân ra ngoài sự việc. Vương triều đại tuyển mấy năm nay gần đây mặt nước ngầm sôi sục, hung hiểm trong đó có thể nghĩ mà biết, kiếm tu chém giết chỉ ở trong nháy mắt. Thanh phi kiếm bản mạng kia lơ lửng ở bên ngoài thiết kỵ diêu ra, từ sữa mã đội lướt qua, cũng may kiếm tu trung niên vì theo đuổi tốc độ cực hạn đã chọn một tuyến đường nhanh nhất trên đường không có chướng ngại bằng không chỉ sợ một kiếm này lại phải đâm thủng mấy cái đầu trần bình an đẩy kiếm ra khỏi vỏ hai ngón tay khép lại làm kiếm quyết khống chế thành pháp kiếm si tâm hao phí của cái này của đậu tử chi chống đỡ phi kiếm kiếm tu nhanh chóng mãnh liệt tới từ sau lưng lòng kiếm tu trung niên trầm xuống khách không mời mà đến tuổi còn trẻ không những là một gã kiếm sư thanh bội kiếm kia thế mà có thể ngăn được phi kiếm bản mạng đăng trúc của mình không lẽ là món pháp bảo thâm tàng bất lộ bằng không với sự sắc bén của đăng trúc cái gọi là thần binh lợi khí trên giang hồ căn bản không chịu nổi một đòn của phi kiếm đăng trúc nhưng thanh bội kiếm kia giống như ngay cả một lỗ thủng cũng không vỡ ra tùy tùng khôi ngô có phần hà hê khi thấy người gặp họa tiên sinh còn không vội sao kiếm tu trung niên vẫn chưa tức giận mỉm cười nói thử xem sâu cạn của người này coi như chơi với hắn một lúc ta có bản lãnh tự bảo vệ mình như thế rất tốt võ phu thuần túy thân khoác cam lộ giáp cười to dữ tợn một chân dẫm ra một cái hố bùng nổ lao đi hướng người trẻ tuổi kia ở cách năm sáu trượng đấm ra một phát quyền cương mãnh liệt cương khí to bằng miệng bát bạn đang xem kiếm like tại kênh youtube di các phim trần bình an một tay để sau lưng co ở trong tay áo trong lúc khống chế si tâm lần lượt chống đỡ phi kiếm của kiếm tu cánh tay nâng lên lấy lòng bàn tay đón đỡ quyền cương kia năm ngón tay chộp một phát quyền cương thế mà trực tiếp bị trần bình an bóp nát tùy tùng khôi ngô cười ha ha trái lại cũng chưa có chút biểu cảm kích động nào vốn là một quyền tính chất tham dò không đến năm phần công lực tiên sinh đạo hạnh không tính là nông cạn, về phần rút cuộc sâu bao nhiêu. Hắn tử toàn thân giáp trụ trắng như tuyết khẽ quát một tiếng, chợt tăng tốc lao về phía trước, trong nháy mắt đã đến mấy bước trước người Trần Bình An, tay phải đột nhiên vung lên, khi một cú đấm này đưa ra, bởi vì ra quyển nhanh như xét đánh, toàn bộ đầu vai bên phải của hắn tử khôi ngô cũng nở rộ ra hào quang trắng như tuyết, phành một tiếng, vẫn như cũ lấy bàn tay đỡ một quyền của hán tử mặc giáp, trong mắt tên thích khách này toát ra một tia khó hiểu, người trẻ tuổi trước mắt không chút nhúc nhích, tuy nghi hoặc, lại cũng không chậm trễ nhấc chân lên gối một cú tàn nhẫn võ phu đánh nhau nhất là cao thủ chiến đấu cùng lúc ý niệm cấp tốc xoay chuyển mỗi lần ra tay còn cần xuất phát từ bản năng thậm chí phải nhanh hơn tâm ý cùng cách nghĩ lúc này mới tính là thật sự đang đường nhập thất cái tay kia sau lưng trần bình an rời khỏi tay áo nhẹ nhàng vỗ đầu gối tên tùy tùng giáp trắng trước mắt khiến cho thân thể hắn nghiêng về phía trước một cái sau đó giật cùi trỏ vào ngực người này võ phu khôi ngô thân khoác thần nhân cam lộ giáp bị một đòi cùi trỏ đánh cho bay về phía sau chỉ là một quyền đó vẫn bị Trần Bình An nắm ở lòng bàn tay, vì thế bị giật ngược lại. Trần Bình An nện một quyền ở trên cam lộ giáp ngoài ngực người nọ, hắn tử khôi ngô ầm ầm bay ngược ra ngoài, ngã ở trên mặt đất ngoài mười mấy trượng. Chỉ là thân khoác binh ra giáp hoàn, bị thương rất nhẹ, chỉ là khí cơ trong cơ thể chấn động nhiều chút, khóe miệng chảy ra một tia máu mà thôi. Bàn tay vỗ mặt đất, hắn tử một lần nữa đứng dậy, phun ra một ngụm nước miếng mang theo tơ máu, nhếch miệng, thầm oán nói, tiên sinh, con mẹ nó người này rốt cuộc là kiếm sư, hay là tông sư ngoại gia quyền luyện thể phách kiếm tu trung niên đứng ở phía sau hắn nụ cười nghiền ngẫm ngươi còn không cho phép một thiên tài võ học đồng thời có hai thứ Hắn tử hít sâu một hơi quay đầu nhìn ngụy tiện trên đỉnh trên núi tâm tình không hề thoải mái nói với kiếm tu vậy từ từ này thật sự là đáng chết tiên sinh ngươi chơi đủ chưa chúng ta tuyệt đối đừng lật thuyền trong mương người này cũng không phải là đến một mình kiếm tu gật gật đầu tình hương khói của đại tuyển lưu thị cùng diêu lão nhân hẳn là chỉ một chút như thế một khi đã như vậy có thể bắt đầu giải lưới rồi kiếm tu huyết sáo một tiếng cực kỳ bén nhọn sau một lát thân thể kiếm tu nhanh chóng mãnh liệt chạy như điên về một bên vẫy tay một cái phi kiếm bản mạng không dây dưa tên kiếm sư trẻ tuổi kia nữa từ thực chuyển hư nhập vào trước ngực hắn như dây câu vào hồ sâu trong nháy mắt không còn thấy nữa bản mạng phi kiếm quay về khiếu huyệt ôn dưỡng tùy tùng võ phu thân khoác cam lộ giáp kia sau khi sửng sốt không nói hai lời liền bắt đầu theo kiếm tu bỏ chạy đi xa trần bình an tuy không rõ vì sao hai thích cách rời đi như vậy nhưng hắn không cản lại thiết kỵ diêu ra sống sót sau tai nạn càng chẳng hay biết gì đứng nhìn nhau lão tướng quân cân nhắc một phen xoay người xuống ngựa hướng kỵ tướng trẻ tuổi bên cạnh đỡ lão hạ lệnh phái một đội thám báo năm người ra ngoài điều tra tình huống người còn lại nghỉ ngơi hồi phục ngay tại chỗ năm tên thám báo biên quân như giải lưới dục ngựa hướng bốn phương tám hướng lướt đi trần bình an chậm rãi đi về phía ngụy tiện cùng bùi tiền bên kia diêu lão tướng quân muốn nói lại thôi vớt cuộc vẫn chưa lên tiếng muốn nói một tiếng cảm ơn chỉ là vừa muốn mở miệng liền hơi ảnh hưởng vết thương ở bụng chỉ đành ngậm miệng nhưng hướng phía người trẻ tuổi kia xa xa ôm quyền như lời cảm ơn không phát ra tiếng đối phương có thể trượng nghĩa ra tay lấy sức một người ngăn hai thích khách đã nắm chắc thắng lợi đã coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ lão nhân cũng không có ra mặt đưa ra yêu cầu được một tấc lại muốn tiến một thước nữa lâu chừng nửa nén nhang một mũi kỵ quân nhanh chóng tới trừ mười mấy kỵ binh biên quân siêu ra máu tươi đầy người càng nhiều hơn vẫn là hơn hai mươi vị luyện khí sĩ gương mặt xa lạ không phải đôi mắt thần quang trầm tính da thịt trong suốt như ngọc thì là tôn sư võ đạo khí thế mênh mông những người này như các ngôi sao quanh mặt trăng bảo vệ nghiêm mật một vị nam tử mặc áo bào gấm người này khoảng hơn 30 tuổi mặt như quan ngọc hiển nhiên là chủ nhân của những cao thủ này tới gần lão nhân chỗ biên quân diêu ra người này khoát tay rất nhanh kỵ đội tách ra nam tử cưỡi ngựa đi ra một mình dẫn đầu đi vào nhìm cương dừng lại cười văng nói diêu lão tướng quân may mà ta chưa tới muộn lão tướng quân đang muốn đứng dậy đáp lại người nọ đã xoay người xuống ngựa nắm roi ngựa dùng sức vung vung lão tướng quân có thương tích trong người không cần đa lễ lão nhân vẫn cố ý đứng dậy đón chào hắn đẩy nhanh bước chân dẫn ngựa đi thẳng tới trước người lão nhân nhỏ giọng nói tai họa này của diêu thị xét đến cùng vẫn là bởi ta cùng lý tích linh dựng lên lần này ta đã vừa vặn ở biên cảnh không có lý do khoanh tay đứng nhìn hy vọng lão tướng quân lý giải nếu không phải tình huống khẩn cấp ta sẽ tuyệt đối không lộ diện lão tướng quân rời đi đề tài trầm giọng nói điện hạ thân thể ngàn vàng hà có thể tùy tiện dấn thân nguy hiểm Nam tử cười nói, siêu tướng quân thân là Trinh Nam đại tướng quân, quan lớn chính nhị phẩm của đại tuyển ta, vào sống ra chết mấy chục năm, thì không đáng giá. Lão nhân cười khổ nói, điện hạ. Nam tử phất phất tay, cười nói, đến cũng đến rồi, làm cũng làm rồi. Siêu tướng quân giáo huấn, ta cũng đã nghe, có phải có thể dẹp đường về phủ hay không? Những thích khách này, chưa chắc không có sự chuẩn bị ở sau. Lão tướng quân bất đắc dĩ cười, nói, tất cả dựa theo điện hạ phân phó. Nam tử đột nhiên lấy roi ngựa trong tay chỉ triển núi đối diện đám người đó là lão nhân giải thích nếu không có bọn họ kéo dài thời gian ta không chống đỡ đến lúc này có chút phong thái du hiệp như mặc ra điện hạ không cần nghĩ nhiều vào nước gặp nhau chúng ta không cần vẽ dán thêm chân nam tử gật gật đầu hắn đột nhiên vỗ đầu vội vàng từ trong tay áo lấy ra một cái bình xứ nhỏ nhổ nút lọ nhất thời hương thơm tràn ngập đổ ra một viên đan hoàn xanh thẫm trên lòng bàn tay đưa cho lão nhân đây là bí dược chữa thương quý giá trong hoàng cung lão tướng quân nút vào là được lão nhân không nghi ngờ gì khác nói một tiếng cảm ơn với vị hoàng tử điện hạ này không chút do dự ném vào trong miệng nuốt vào trong bụng ý cười của nam tử càng đậm hơn tự mình nâng lão nhân đi về phía một chiếc xe ngựa hắn mang đến đình trên núi trần bình an dùng bắt tiễn bọn họ rời đi hắn lấy ra binh gia giáp hoàn kia đưa cho ngụy tiện người sau chưa lập tức tiếp nhận trần bình an giải thích đây là binh gia giáp hoàn tên là thần nhân thừa lộ giáp rót chân khí vào trên người liền có thể mặc giáp trụ không khác gì tên võ phu kia lúc trước có thể tự chống đỡ đao kiếm và thuật pháp trừ phi bị một lần xuyên thấu giáp trụ hoặc lặp đi lặp lại đánh vào một chỗ nào đó bình thường mà nói trước khi linh khí hao hết chính là bổ hộ mệnh đối phó phi kiếm bản mạng của kiếm tu có hiệu quả rõ ràng giáp hoàn phẩm cấp cao thấp thường thường trực tiếp có quan hệ với linh khí cất giữ nhiều ít cho nên đại khái ba loại được trên núi diễn xưng là thủy oa giáp trì đường giáp đại hồ giáp vũng ao hồ thần nhân thừa lộ giáp đứng hàng thứ ba hầu như đều là phẩm tướng thủy oa giáp nhưng món mà linh chi trai đảo huyền sơn bán cực kỳ đặc thù vô cùng có khả năng là một bộ tổ tông giáp, tức một lô cam lộ giáp sớm nhất, là binh gia đại sư tỉ mỉ chế tạo, có thể xưng quý tử của nhà nghèo. Ngụy Tiện đẩy tay Trần Bình An về, cười nói, vô công không nhận lộc, để sau ta lập công, rồi cầm không muộn. Trần Bình An cười thu lại, bùi tiền vẻ mặt chờ mong nói, hắn không cần, đưa ta nha. Trần Bình An căn bản mặc kệ đó, từ đó về sau, tuyến đường của ba người không ở trên một phương hướng với thiết kỵ diêu ra, bọn họ chạy tới tòa trấn nhỏ biên thủy mơ hồ có thể thấy được hình dáng. Trên đường, Ngụy Tiện khó được nhiều lời vài câu, một hơi hỏi ba vấn đề, công tử là muốn làm đạo đức thánh nhân, cầu ba thứ bất hủ kia, Trần Bình An buồn cười, cười lắc đầu nói, đương nhiên không phải, nếu thực có chí hướng này, Trần Bình An lúc trước đã sớm nhận văn thánh lão tú tài làm tên sinh rồi, nhất là chuyến đi đồng Diệp Châu, khiến Trần Bình An càng thêm kiên định, Ngụy Tiện lại hỏi vậy công tử là muốn giành đại thế, tranh vương tranh bá, Trần Bình An bật cười, chỉ chỉ mình chỉ ta, Ngụy Tiện cuối cùng hỏi vậy là chỉ lo thân mình, chứng đạo trường sinh, Trần Bình An hỏi ngược lại ngươi hỏi chuyện này để làm gì ngụy tiện ngậm miệng không nói trần bình an cũng không muốn nói thêm cái gì nhóm ba người cứ vậy mà trầm mặc trước khi tiến vào trấn nhỏ biên thùy có một khách sạn cô đơn ngoài tiệm trao cờ rượu nhăn nhúm cũ nát trần bình an lắc lư hồ lô rượu một phen liền quyết định đi thêm chút rượu ưu khuyết của rượu trần bình an uống ra được rượu vong ưu của hoàng lương phúc địa thuần những đảo hoa quế đều từng uống rượu của quán góc đường ven đường càng mua không ít không bắt bẻ một con chó cỏ gầy như cây cột nằm úp sấp bên ngoài khách sạn phơi nắng xa xa thấy ba người bọn trần bình an liền bắt đầu đứng dậy nhe răng nhếch miệng bắt đầu rủa đây tính là đạo đại khách gì một tên nhóc quẻ sách đao chạy đến lấy mũi đao chỉ vào con chó kia khí thế hùng hổ nói ồn ào nữa lấy đầu chó của ngươi con chó cỏ uể oải nằm úp sấp về trên mặt đất tên nhóc què ngừng đầu nhìn thấy được ba vị khách nhân hiếm có vội vàng giấu đao ở sau lưng cười nói khách quan đừng sợ chúng ta nơi này không phải hắc điếm cam đoan là gia đình trong sạch làm ăn đúng tiêu chuẩn thiếu niên gầy khập khiễng tựa như lo lắng khách nhân quay đầu bỏ chạy tiên hạ thủ vi cường quay đầu hướng sảnh lớn bên trong hô bà chủ có khách mau lau sạch bàn có người người thích nhất công tử ca tuấn tú còn là người đọc sách vị tiểu nhị này sau khi báo tin vui cho bà chủ vội vàng quay đầu xoay người đưa tay các khách quan mời ngồi bên trong bà chủ của chúng ta nơi này tổ truyền rượu mơ thổ pháp thiêu còn có dây nướng sư phụ ta sở trường nhất ngàn dặm biên cảnh chỉ một nhà này không có chi nhánh nào khác ba người bọn trần bình an đi vào khách sạn sảnh lớn lầu một uống rượu ăn cơm bàn không nhiều nghĩ hẳn là bởi làm ăn không tốt lầu hai có thể ở lại giờ phút này đại sảnh không có khách chỉ một người phụ nữ chân dẫm lên băng ghế dài cắn hạt dưa lết xéo kẻ gọi là người đọc sách tên nhóc quẻ nói nàng nó ngay từ đầu đã không ôm hy vọng tên nhóc quẻ chỉ là con giỏi trong hố phân nào có kiến thức gì đời này cũng không thể hiểu được hai chữ tuấn tú viết như thế nào phụ nhân mặc một bộ áo bảo tay áo rộng vạt đối nền đỏ có đóa hoa màu vàng áo bảo chất liệu không tầm thường hình thức cũng tốt chỉ là thật sự có trước lâu năm như là phủ một tầng dầu mỡ khuôn mặt người phụ nữ đầy đạn hồng nhuận sáng người thướt tha hơn nữa trắng trẻo là đã che đi trăm cái xấu huống chi nàng vốn không xấu đã là nữ tử hơn 30 tuổi vẫn không thua những thiếu nữ xinh đẹp 15-16 tuổi trước mắt nàng sáng người điệu đà quyến rũ ai u một tiếng ném một vốc hạt dưa xuống đất tùy tiện lấy giày theo gạt gạt phùi xuống gầm bàn dùng sức vặn vẹo vòng em nhỏ như một con rắn xoay người đi về hướng trần bình an bên kia vỗ một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu vai vị tiểu ca anh tuấn áo bào trắng kia thuận tay bóp một cái nhìn không ra lão nương nhặt được bảo bối rồi bộ dáng đẹp không nói nào ngờ còn là kẻ thân thể khỏe mạnh không phải những cái gối thêu hoa nhìn được không dùng được trần bình an thấy nàng được một tấc lại muốn tiến một thước còn muốn vỗ ngực mình lúc này mới lướt ngang một bước để nàng vồ trượt cười nói trưởng quầy ta muốn mua ba năm cân rượu không ăn cơm không ngủ lại mua rượu xong đi luôn nghe tiểu nhị nói nơi này có rượu mơ tổ truyền không biết cả giá như thế nào người phụ nữ hầm hừ thu hồi bàn tay công tử vội vã đi chỗ chấn hồi lý đó như vậy thực không phải vì thu hút làm ăn mới hù dọa công tử nơi đó thường xuyên có yêu ma quậy phá có thể hại người ta bị ma quỷ ám ảnh năm nay càng lợi hại hơn nhiều thương nhân và lữ khách đều đã gặp họa cho nên công tử ngươi vẫn là ở lại khách sạn của chúng ta dựa mơ muốn mấy vò thì có mấy vò không đắt tốt nhất ủ năm năm hai vò mới một lượng bạc gọi thêm một con dây nướng ăn uống no đủ buổi tối liền ở lại nơi này của chúng ta đến lúc đó nói tới đây đuôi lông mày người phụ nữ mang theo xuân ý khẽ nhướng lên xuân ý nhộn nhạo tìm muội ta tự mình bưng nước rửa chân cho công tử Bùi tiền ở một bên chảy nước miếng sau khi nghe được mấy chữ dê nướng cả con thì không đi đường nổi nữa nó lau miệng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo trần bình an trần bình an nghĩ nghĩ hỏi ngụy tiện uống rượu được không ngụy tiện gật đầu nói nhiều như biển luôn trần bình an quay đầu cười nói với vị bà chủ kia ở thì không ở nhưng có thể ở khách sạn ăn bữa cơm trừ rượu uống trên bàn cơm chuẩn bị thêm cho ta năm cân rượu mơ ta muốn mang đi. Người phụ nữ hướng tên nhóc thọt kia vung tay lên bảo lão đà tử sư phó của ngươi quay một con dê đi, nhớ rõ béo gầy thích đáng, để ý chút, đừng suốt ngày luôn nghĩ từ trên trời rớt xuống sư phụ tiện nghi, truyền thụ ngươi tuyệt thế võ công, chuyện tốt như vậy, không rơi vào đầu ngươi đâu. Cút nhanh, thiếu niên than thở làm nhằm, chạy vội rời đi, ba người ngồi xuống, vừa chống một băng ghế dài, người phụ nữ liền đi quầy bên kia, cầm mấy cái đĩa ăn miếng nhỏ, sau khi đặt lên bàn, ngồi ở đối diện Trần Bình An nghe khẩu âm của công tử không giống như là người đại tuyển chúng ta là người đọc sách cấp chấp du học à đến từ bắc tấn bên kia trần bình an cười nói đến từ xa hơn việt nam một chút kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé cảm ơn mọi người